Vậy đi anh ơi, trễ lắm rồi. Anh dậy, dậy mau lên, dậy 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 dạ. Dậy dậy mau lên, mau lên, mau lên, dậy. Trời, chết cái đi ngủ em rồi. Ôi da, anh làm cái gì vậy hả? Thì gớm quá. Có thể nhìn thẳng với mặt vợ mà nói cái câu đó được hả? Hả? Anh có phải đàn ông không vậy? Anh nói gì? Anh mới nói gì? Đi đâu đây? Ủa sao giờ này chưa đi làm? Bây giờ công việc của em là mỗi ngày á, đi chợ nấu ăn, quét nhà, lau nhà, dọn dẹp nhà cửa, và chăm sóc cái gia đình này. Đi làm cái gì mà đi làm? Ê ơi, kỳ cục làm gì vậy? Đánh bướng đen đây là gì? Ý gì? Ghê quá bà ơi. Bị khùng hay sao mà đi lấy phấn đen mà trét lên trên mặt mình là sao? Trời đất ơi, anh bị gì vậy? Sao tự nhiên mặt em như thế này lọ nghẹ vậy? Ủa sao kỳ vậy? Lọ nghẹ đâu ra? Nhà mình là bếp ga không hả? Bộ không lẽ tự nhiên em lấy lọ nghẹ em trét lên mặt em cho vui vậy hả? Thôi, vợ chồng giỡn xíu làm gì ghê quá. Thôi, sao vậy? Anh coi bây giờ em còn ra con người nữa không? Còn đâu một con vũ nhũ xinh đẹp, bây giờ chỉ còn một con người tàn tạ trên năm tháng. Ai cũng vậy thôi em ơi, mà nói thiệt nha. Rồi, càng nghĩ càng tức à. Tức gì? Tức má đó. Má gì đâu mà không biết thương yêu con cái gì hết. Giờ này là đang được ăn sung mặc sướng rồi. Đó, đang ở bên nước ngoài với lại dưỡng đực rồi hả, được đi xe hơi, được ăn nhà hàng rồi. Để cho con cái hả, đầu buồn tóc rối vậy đó. Cái chuyện má là má của em, má sướng là em phải mừng chứ. Đủ đủ, tối nay mình ôm lại kỷ niệm xưa nha. Hai đứa mình đi ăn nhà hàng. Phải. Thiệt không? Thiệt. Đứa nào mà nó láo nha là đứa đó làm con heo. Vui là con gái ha, vui là con gái ha. Mỗi ngày tôi trồng một niềm vui, trồng những bông hoa, trồng những nụ cười. Cười lên đi em, cười hé hàm răng, cười khoe răng sung, răng sâu và răng mòn. Gì vậy em? Em xin chị hãy để cho bọn em được ăn sáng, không bọn em sốc mì mà chết. Đứa này vừa ăn mà còn người phục vụ văn nghệ mà còn la. Văn nghệ thế cho em muốn xỉu. Mời các em dùng bữa. Dạ. Uống mời gì? Và đêm nay bao nhiêu ga si tình thần đã ngây dại vì dáng em. Và đêm nay một đêm rất nghe thương, cùng hát em cùng sáng lên dài ngời. Đèn 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 đèn. Chào chị, bọn em rất hân hạnh được phục vụ chị. Mà 10 năm trở lại đây, bọn em mới thấy một khách hàng xinh như chị, đẹp như chị. Mời chị ngồi. Dạ, mời chị ngồi, chú đi ngồi. Em ngồi cùng chị luôn. Đây, đây, đây. Không tiện tì kia, đứng lên. Cảm ơn em. Dạ. Dạ, bây giờ chúng em sẽ phục vụ cho chị. Con phục vụ bàn. Ngay. Chị vui quá. Vui không chị? Chúng em rất vui khi chị vui chị ạ. Dạ, kêu ăn hết rồi chị. Ủa gì vậy, chị mới ngồi xuống chưa kêu gì mà. À, dạ, anh trưởng phòng Nhật đã đặt một cái bàn VIP ở đây cho chị và bảo chúng em á là phải phục vụ chị 24/24 từ A cho tới Z luôn á chị. Không có Nhật hả?
lắm. Dạ. Sao anh Nhật có thể lãng mạn và tâm lý đến như vậy? Ôi, anh Nhật quả là người đàn ông tuyệt vời. Gì đâu? Gì đâu? Gì có còn không? Con kêu Dưỡng Nhật về chở gì khám não nha. Não cái đầu còn. Dám phá ngàn giấc mơ của dì. Thông báo cho hai đứa biết. Ăn xong tự rửa chén. Dì bận đi làm người quý phái rồi. Ơ trời. Thì chưa ăn kìa. Người quý phái không ăn mì. Trời ơi, sao mai nấu cơm cho con ăn vậy? Nồi cơm trống không, cái bàn thì trống không, cái tủ lạnh sầu xiết cũng trống không. Sao đây vậy vậy? Ngồi xuống, ngồi xuống. Con có biết tại sao hôm nay nhà mình không có cơm để ăn không? Tại vì dì Đỗ hỏng có nấu cơm cho mình. Ôi, thì đúng rồi. Nhưng mà có biết tại sao dì Đỗ không nấu cơm không? Hôm qua ấy, dì là dì có đi ngang qua phòng chị Đủ với anh Nhật, thấy hai người đấy đó, thì thầm thì gì đấy, gì đấy, hạnh phúc lắm, vui vẻ lắm. Vâng, rồi dì nói đi nào. Tối nay đi ăn nhà hàng, nhưng không có cơm cho nhà mình ăn đấy. Trời ơi, vậy là dì đủ đi ăn nhà hàng. Đúng rồi. Cái bỏ đói mình luôn. Không, mình ăn mì tôm, không đói. Không, con không có ăn mì tôm đâu. Mì tôm nó mụn xấu xấu. Thôi, đứng lên đi. Không ăn thì thôi. Đâu có được. Con có. Tắt. Lại đây con nói cho nghe. Yeah. Ôi, một cái nhan sắc như thế này mà bị chôn vùi trong cái xó bếp, thiệt là tiếc thay, tiếc thay. Mình tên là Đu Đủ mà, chứ đâu phải là Lọ Lem đâu. Chị Đủ ơi, chị Đủ, chết này. Chị Đủ ơi, cái giò nưa trên cái bếp á, nó hư rồi. Dì xuống sổ đi vậy. Dì xuống sổ đi, nhanh đi dì. Cái nhà này thiếu gì người, tại sao kêu một mình tôi vậy? Trời ơi, dì ơi là dì. Nếu mà bây giờ sửa đồ thì con nói gì nữa, dì xấu bây giờ cũng bó tay luôn rồi. Chỉ có gì Đu Đủ mới sửa được thôi. Dì Đu Đủ xinh đẹp, xuống sổ Đu Đủ ngày nay đã khác Đu Đủ ngày xưa rồi. Dì mà không xuống sổ hả là hả? À, một lát hả nước nó tràn cái đầy nhà luôn nè. Bé xí mụi vậy nó té ráng chịu, con có biết không? Dì xuống sổ đi, nhanh đi để ré xí mụi té đó. Đi đi dì, dì Đu Đủ xinh đẹp, dì Đu Đủ xinh đẹp. Nói vậy nghe được à? Dạ, đi đi đi. Dạ, đi đi, nhanh lên dì. Té nha, coi chừng té nha. Nhanh lên dì. Trời ơi, nhanh lên. Trời ơi, dì ơi, nhanh lên. Cái gì? Đây, 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 cái gì nè. Ôi trời, chú ơi, nó không có gì rồi. Nhìn này, nó mới cùng lúc đi. Trời có cái vòng tròn răng cưa. Chúng ta sẽ để cái giò nước lên cái chỗ này. Chúng ta sẽ về xoay 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 vòng cái này như thế này. Hay là quá vậy. Bài học đến đây là hết rồi. Dạ. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại. Trời ơi, sao xong rồi? Dì giải quyết nhanh quá. Bây giờ sao? Bây giờ mà dì lên đó, dì sửa sạn xong á, là dì đi ăn nhà hàng nữa đó. Bây giờ mình phải nghĩ cách khác. Nghĩ cách khác bây giờ, cách gì bây giờ dì? Trời ơi, nãy con nghĩ ra một cách rồi đó. Bây giờ còn một cách nữa của dì đó, dì nghĩ đi. Hả? Xong rồi. Bây giờ con đừng đây. Con lôi hết chảo cho cái thứ ra. Nhanh lên, nhanh lên. Lôi chảo ra. Dì lên đi. Vần. Đâu rồi? Đâu rồi?
vậy? Ăn nói phải nhỏ nhẹ đàng hoàng lịch sự chứ. Tại sao vô đây nạt ở trong mặt người ta là sao? Bây giờ nhìn thấy hậu quả chưa? Hả? Chị có biết con sầu riêng nó đang làm gì ở dưới nhà không? Nói là nó đang chuẩn bị thi một cuộc thi mang tên là bếp chiến đấu. Mà bếp chiến đấu là nó phải chiến đấu với cái bếp. Nó cho dầu ăn vào trong chảo. Đây khói nghi ngút bay trên nhà. Bay trên nhà xong rồi bay lên đây. Chị em mình ngạt thở là bay ra ngoài đường luôn. Bây giờ chị mà không xuống là chết ngay lập tức. 1, 2, 3 bạc bạc chết tươi cả đường ơi luôn. Có nghĩa là nó sẽ cháy cái bếp đó xong nó cháy đúng cái nhà. Đúng rồi cháy cái nhà mình luôn đó. Trời đất quỷ thần tiên địa ơi. Trời ơi tôi đi mà coi nè. Bây giờ tôi đi 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 đi. Xong rồi với mấy cái đứa này thiệt cái tình. Chị có sao không? Chị có sao không vậy? Chị có sao không? Trời ơi, cái bột bánh xèo của con mà chị nó ngập cái mặt vô. Bây giờ lấy thì con đỡ bánh xèo, lấy thì con ăn con đớp bụng. Làm cái gì mà cơm không ăn bánh xèo là sao? Không có cơm lấy gì ăn, gì có nấu đâu mà con ăn. Không có cơm đi ra ngoài ăn cơm tiền. Không có tiền. Không có tiền ở nhà ăn miền ơi. Nổi mồm. Nặng bụng cho nó đâu đấy. Tại sao em phải ăn? Anh nhìn chung phê với con mà sao? Tại sao gì lại? Con không hiểu à? Mình phải tìm cách đánh lạc hướng đối phương. Đánh lạc hướng được mình. Nè, to nhỏ cái gì hả? Đi qua đây dọn dẹp của bạn chiến trường này mau lên. Nhưng em không biết dọn. Không biết dọn thì em không biết. Mình mở đi. Trời. Mau. Trời đất ơi. Làm ơn, làm ơn tránh xa chỗ này 50 mét. Nghe chưa? Dì ơi, dì ơi dì, chỗ dì dỗ à, dì đúng là cô tắm của nhà mình luôn á. Chỉ trong vòng 1 phút 30 giây mà dì đã làm xong tất cả sạch sẽ. Trời ơi, không còn một hạt bụi luôn, dì giỏi quá à. Em lấy ngưỡng mộ chị lắm. Thế thôi bây giờ thì em nghĩ là chị đi nấu cơm cho mọi người ăn là được rồi ấy nhỉ. Chị nấu cơm con ăn đi. Làm gì có chuyện đó. Bây giờ con đâu có làm bánh xèo được nữa đâu mà con đúng làm bánh xèo được á là con đói cũng em có gì đói chị cũng đói à. Cả nhà cũng đói nữa kệ các người. Trời gì vậy? Nhật vậy? Ôi chị ơi, từ chị ơi, em nghĩ là cái mặt chị nó đang đắp cái bột này nó rất là đẹp, nó rất là mịn, nó là một tác dụng của thiên nhiên. Hôm nay chị đắp rồi, ngày mai chị đắp tiếp nha. Thế nha. Đến trong nhà ngồi dậy giờ thì bàn nhậu nó gục đi. Giờ mà còn nói năng chi ta cũng đi chờ nhậu. Có gì đâu mà sợ. Bây giờ là vợ mà. Trời ơi, đi đâu mà xịn dữ vậy anh? Lẹ đi, thay đồ đi rồi lên. Đi em. Ê, bà chủ đâu, đổi đâu? Đổi đâu, sợ sợ quá, không thích. Biết cái này là đâu không? Làm cái gì vậy? Hả? Ấy trời ơi. Làm anh nậu giật mình rồi. Khoan, ngưng lại. Tại sao mà bà nậu nói với con rất nhiều lần rồi mà con không chịu nghe vậy? Mà kêu con đừng có bận váy mà sao mà con bận hoài vậy? Con quên mất con lại mọc váy. Thì con tụt ra. Ây trời. Thôi hết biết. Đấy. Con tập từ nãy giờ gần cả tiếng đồng hồ rồi. Con không thấy nóng hả? Trời ơi, nậu ngồi một chỗ vậy nè mà nậu thấy nóng gần chết luôn vậy đó. Nội công của con là thâm hậu để cái mức mà trời mà lại thì là con nóng.
trời mà nóng thì là con lạnh, con là con luôn luôn là lạnh khi mà trời nóng, trời mà nóng thì con là nóng liền. Ý con muốn nói là võ công con thâm hậu cái gì? Có nghĩa là trời lạnh á là con tập vô là nó nóng. Đúng còn rồi. Trời nóng con tập vô nó lạnh. Vâng. Bây giờ nội đang nóng nè, con tập kiểu nào đâu, con chỉ cho nội để nội tập cho nó lạnh lên. Nội đứng lên. Con mời nội đi từ đây. Đó, chúng ta bắt đầu bài quyền của ô mài xấu. Hey. Yo yo, đau mến. Yo yo, đau mến. Võ bắt đầu. Hey. Ê trời, thôi thôi. Ê trời ơi, tao đá hồ lỗi dò tao bây giờ. Trời ơi, mày nghĩ sao vậy? Tập nó có chừng mấy động tác thôi mà giờ mồ hôi mẹ mồ hôi con nó muốn đổ ra hết trơn. Trời, mày nghĩ sao mà mày nói tập võ của mày là lạnh đâu? Con đang thấy run hết cả người này. Trong phòng này là bao nhiêu độ ấy hả nội? Mày đừng có xạo với tao nha mày. Hả hả, mày xạo tao hả? Không. Đi lấy cho tôi cái tẩy, mau lên. Vâng, con đi. Ôi trời ơi, trời ơi, cái tẩy nằm đây rồi nó đi đâu túng trên lầu trời. Sao? 5 nhân 2 bằng 10, 5 nhân 3 15, 5 nhân 4. Chú ơi, chú ơi, dì xấu đây. Con, dì nói nè, con có cái cục tẩy không? Cho dì mẫu một tẹo nha. Con đâu có cục tẩy đâu, con chỉ có cục tẩy màu trắng thôi. Trời ơi, dì nói thế mà cỏ không hiểu nữa. Cho dì mượn cái cục tẩy một tẹo thôi xong rồi dì giả. Nhanh lên đi. Con đã nói con có không có cục tẩy cục tẹo mà. Trời ơi, đã vội rồi. Bây giờ cho dì mượn cục tẩy một chút thôi, một tí thôi xong rồi dì sẽ giả lại cho con. Đấy. Một tẹo có nghĩa là một chút á hả dì? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thế bây giờ tìm đi, tìm cho dì mượn đi, nhanh lên. Ủa, cục tẩy đâu mất tiêu rồi. Dì xấu rồi, cục tẩy màu trắng của con bị mất tiêu rồi. Nóm à, con đang sống. Nóm là cái gì vậy ông mai xấu? Nóm à, thế mà ông hỏi. À, đó có nghĩa là thế mà cũng hỏi hả? Ha. Ủa, dì xấu đâu mất tiêu rồi. Dì xấu, chị của mày này ơi, khó quá à. Trời ơi, cái con nhỏ này. Trời nóng gần chết, kêu nó đi lấy cái thảy, không rồi nó đi biệt mù sáng giả, thiệt tình á. Xấu ơi, xấu. Ai gọi con đấy, có con đây nè. Cái thảy của nội đâu? À, thì nội đợi con, ra quán một tẹo nha. Trời ơi, nè, nè. Trời ơi, cái con này. Đây xẹt cho nó lấy cái tẩy cho mình tự nhiên chạy ra quán một tẹo à. Thiệt tình con cháu gì con gì đâu thấy đâu. Ủa, gần đây có quán tám thôi chứ đâu có quán nào tên là một tẹo đâu trời. Mà ai mà đặt cái tên gì mà xấu dữ vậy. Ủa, sao? Có đang thấy học hả? Có thấy gì xấu đâu không? Xấu hả? Dạ. Nó chạy ra quán một tẹo rồi nó có kiếp. À mà nè, ngồi đây có hỏi coi. Con biết gần nhà mình có cái quán nào tên gọi là quán một tẹo không? Con đâu có biết đâu. Với lại làm gì có quán đó cô? Ừ đúng rồi. Đây gần đây nhất là chỉ có quán con tám thôi. À, thì xấu nói á là ra quán một tẹo á là một chút á chị cô. À, có nghĩa rằng ra quán một chút mà nó nói là ra quán một tẹo đó đúng không? Ê trời ơi. Chị ô mai xấu nói á, một tẹo là một chút. Còn nổ mà, thế mà cũng hỏi. À, nổ à, là cái câu đó ngoài Bắc thì nói nổ mà. Còn ở trong mình nói là thế mà cũng hỏi, đúng không? Dạ, nổ mà. Hả? Này con nói cái gì thế hả chị muộn? Gì vậy? Thì nói nổ mà đó hả? Ê trời, mày buông ra coi. Mày buông ra coi. Mày làm cái gì vậy? Để cho nhỏ nó nói. Nó hỏi gì vậy mà cũng hỏi thôi chứ có gì đâu mà tự nhiên mày bạch miệng lại chi vậy? Trời ơi, ý nỡm mạ tức là không phải là thôi bây giờ con ví dụ như thế này cho nội nghe này. Bây giờ nhá, nội mà hơi ghét ai ấy, thì nội sẽ gọi là gì? Đồ quý sứ. Đấy, nỡm mạ tức là nỡm mạ tức là đồ quý sứ. Ê trời ơi, nãy giờ con chửi cố là đồ quý sứ hả?
Tại vì sao không nói đồ với sao chứ bò? Bình tĩnh, bình tĩnh, cả nhà hãy bình tĩnh, con mang ngay một tin vui về cho nội đây. Gì vậy? Cái tẩy. Mấy đứa cũng này cho tao chi? Thì nội nói con đi mua tẩy, nên con đi ra tít ngoài kia con mua tẩy cho nội đây. Ơi, cái đồ con khùng. Tao kêu mày đi lấy cho tao cái tẩy, có nghĩa là tẩy đá đó, hiểu không? Chứ đâu phải cục tẩy này. Trời ơi, nội ơi, con nói cho nội biết, tẩy nó không có tẩy đá, nó chỉ có cục tẩy bằng cao su thôi. Tôi tức chết quá trời, trời ơi, ngôn ngữ bất đồng nó vậy đó. Ở trong Nam người ta kêu là lấy cho cái tẩy á, là lấy cái ly bỏ cục đá vô đó, là người ta gọi là tẩy đá, mày hiểu chưa? Thế mà nội bây giờ mới nói với con, để cho con ấy phải đi tìm ra tít tận ngoài kia, qua 4 cái ngã tư, qua 6 cái ngã 7, qua 5 cái ngã 5. Bây giờ con mới về đến đây, còn quá, không duyên bị tai nạn giao thông nữa. Ê trời ơi, con bị suýt bị xe đụng đó con. Không, con suýt là một con chó. Ê trời ơi, thôi thôi làm ơn lấy tôi cái tẩy đá đi bà. Con đi đây. Ê trời ơi, cái kiểu này mà hiểu nhau về ngôn ngữ chắc cũng lâu lắm nè. Hey, 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 hey. Sầu riêng, vô bà cố biểu cái sầu riêng. Bà ơi, sầu riêng không có ở đây. Chỉ có một mình con mang tên xấu đang đứng tại đây thôi nè. Ủa, sầu riêng đi đâu mà không có nó nhà? Con ý, là con muốn kể cho nội nghe một câu chuyện là cực kỳ là dài luôn. Về con sầu riêng, nó đã đi đâu? Nói. Con sầu riêng, nó đi sang nhà Kim Tae Hee, buôn dưa lê, hết. Ý trời ơi, mày nói gì? Nó đi qua quán Kim Tae Hee là làm cái gì? Buôn dưa lê. Buôn dưa lê. Đúng rồi đó nội. Thảm quá nội. Có gì đâu thảm. Mấy chục năm nay nội quen rồi, bây giờ hơi chậm tay chút xíu thôi chứ thảm gì. Con có nói nội, con nói con nè. Vụ gì? Bữa nay đã bán ế mà lại còn bị mất hàng nữa. Ý trời ơi, để đâu mà con chó mất vậy? Con tức dễ sợ luôn á nội. Con đang dọn dẹp hàng lui cui vậy đó, thì cái ông xe ôm ổng mới chở hai thùng dưa lê, một bịch dưa hấu tới cho con. Rồi con lui cui dọn hàng, ông xe ổng đi. Tới hồi con quay trở lại thì mất một thùng dưa lê, mất luôn bịch dưa hấu nữa. Giận dễ sợ vậy đó. Vậy coi chừng cái cha xe nó chả lấy rồi chứ còn gì nữa. Không có đâu. Lúc ông đi con thấy ông đi mình không à. Nhưng mà con tức cái chỗ á, là cái đứa nào mà nó lấy hàng con á, chắc nó cũng phải thân thuộc lắm. Ra vô tới luôn hàng ngày nó mới dám lấy hàng giữa ban ngày vậy. Dưa hấu thì thôi rẻ, coi như cho qua cũng được. Quan trọng là cái thùng dưa lê á, hàng nhập đàng hoàng nổi, mắc dữ lắm. Trời ơi, tôi không ngờ mà. Tôi nuôi ông tay áo nuôi khỉ dòm nhà mà. Nội, nội nói cái gì đấy? Rồi đấy con sẽ hiểu. Hả? Trời đất ơi, đi uống cà phê mà bí hiểm giống như phim kiếm hiệp quá vậy trời. Tháo mặt nạ ra được không? Sao bí hiểm quá vậy trời? Hả? Chị sao? Chắc là mới bị tạt axit đó chị. Hả? Cái ai mà đi bịch vậy? Trời ơi, bây giờ làm sao? Quán tôi buôn bán gặp khách gì đâu không à. Bây giờ uống cái gì? Quán bán nước, đi, không bán cho khách này. Không bán nước thì cho ly cà phê uống được không? Dạ được chứ. Đợi xíu đem ra liền. Trời ơi, gặp khách gì đâu không ông nội ơi. Đã quá, hôm nay được bán quá trời luôn, bán đắt quá. Đích xác là mày rồi. Mày to gan quá đi sầu riêng ơi, là sầu riêng. Thì ra hai đứa bay cấu kết với nhau, lấy trộm hàng của con cậu đem đi bán. Thiệt là quát quát mà. Thôi kệ bỏ đi, kệ đi. Bây giờ mình đếm đi, đã quá em ơi, mình tiền thấy ham quá hả? Chị, bữa sau mình lấy nhiều hàng lên mình bán nữa. Trời ơi,
tiền quá trời luôn nè chị ơi. Dĩ nhiên rồi, phải lấy gấp đôi. Gấp đôi luôn chị? Không phải gấp đôi mà phải là gấp ba luôn. Dạ gấp ba luôn. Tâm tư hết hồn à. Trời đất ơi, bí hiểm dễ sợ luôn vậy. Mình kệ bả đi, mình cứ đếm tiền. Mà cố không mới về. Vui quá phải không con? Dạ vui. Nhìn thấy quen không? Ủa, cái túi sách của con mà. À. Ủa, bà cố tin dẫn con đi du lịch hả? Cứ đi về quê á con. Về quê? À, sắp tới đám giỗ rồi đúng không? Rồi con biết mà, vậy là bà cố dẫn con đi về quê đám giỗ đúng không? Trời ơi, giỗ cái mỏ mày. Sách giỏ đi về quê liền cho tôi. Là sao? Sao tiền mà cổ đuổi con về quê? Là sao hả? Mày còn chối nữa hả? Mày đi qua quán con Tây Hy tụm năm tụm bảy với nhau đi buôn dơ lê đúng không? À, vậy là cái bà già vừa xấu vừa xí hồi nãy ở bên quán Kim Tây Hy là bà cô đó hả? Nói gái nữa gì? Hả? Thà không ra là không sợ dán bò vô mỏ này hả? Đúng không? Con không có buồn vô lê, con coi mỏ mình. À, chối đúng không? À. Chối dạ, đúng không? Dạ, con không có làm, con không có sợ, con không có buồn vô lê. Tao có nhân chứng, vật chứng rõ ràng. Ờ, bà cô có nhân chứng thì con đâu có. Ô, bà xấu. Bà xấu gì? Con đang đến là con đang đến. Con đến đây, vô, vô. Tại sao gì lại nói con buôn dưa lê? Thì đúng là con buôn dưa lê nè. Con buôn dưa lê khi nào? Dì có bằng chứng không? Con quay phim, ghi âm hay là chụp hình gì lại không? Mà là nói con buôn dưa lê. Hả? Này, có bằng chứng bằng xương, bằng thịt, bằng người sống luôn. Đúng rồi. Con có buôn dưa lê mà. Không có buôn dưa lê thì mày qua quán Kim Tê để làm cái gì? Làm cái gì? Con giúp chị Kim Tê ơi. Ngắn gọn cột quá không hiểu. Không hiểu. Thì á là con đi qua quán chị Kim Tê Hy, con bán mỹ phẩm cho mấy cái người khách mà người ta tới uống cà phê. Chứ con có đâu có buôn dưa lê đâu. Vì bà cố đi nghe là gì xấu tính, xấu nết, đi nói xấu con. Là, 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 là. Có nghĩa là mày đi qua bên đó hai đứa xù xì nói chuyện, mày nói cái vụ gì mà mua mai bán đắt đó là con bán mỹ phẩm. Nó bán mỹ phẩm mà sao mày nói nó buôn dưa lê? Mày điên hả? Mày làm gì hả? Không, nếu mà người ta tụng năm tụng ba mà người ta nói chuyện, người ta nhiều chuyện thì nó gọi là cái gì ạ? Bà tám. Đấy, bà tám tức là buôn dưa lê. Ý con ý là cái con sầu riêng này nó buôn dưa lê như thế đấy ạ. Nó đi sang bên kia nó nhiều chuyện với chị Kim Tae Hee đấy ạ. Có nghĩa là tụm năm tụm ba lại gọi là buôn dưa lê. Đúng rồi. Ủa mà sao hôm nay em đường tới đây kia sớm vậy? Trời ơi, không có biết gì hết trơn á. Anh á, là ngày hôm nay là ngày đầu tiên đi làm đúng không? Thì anh phải vô công ty sớm hết, để cho người ta biết anh á là người đàn ông làm việc rất là siêng năng và chăm chỉ, biết chưa? Khi mà giỏi nhất, khi mà hay nhất, tỏi ra khỏi như kia. Ôi trời ơi, thì cái mỏ kìa. Xin ngồi, xin ngồi. Cái mỏ ghét gì đâu á. Đúng là đàn bà lòng dạ hiểu sâu, ngoài môi lại nói những câu chân tình. Bà Xuyên này hơn chồng con đề què rồi còn xí sỏi với cái thằng khác nữa hả? Anh, từ nay á là đi đâu á hai vợ chồng mình không đi chung với nhau á, anh có thấy vui không? Trời ơi, vui chứ không trời. Nhưng mà em không sợ mấy người trong công ty tao nói ra nói vô hả? Trời ơi, có cái gì đâu mà sợ. Anh nghĩ sao vậy? Ai? Ai dám nói ra nói vô? Ai dám nói cái mỏ ra nói hả? Em tông cổ ra khỏi công ty. Em là giám đốc mà. Không dựa, nó có nguồn tiền mở công ty với em mà. Em nói thiệt với anh,
trên cái cuộc đời này em chưa bao giờ thấy một người phụ nữ mà hội đủ tất cả những yếu tố như nó. Lùn nè, xấu nè, sến nè, đầu óc có thì tưng tưng, nó ngu mà còn lì âm gì khó đào tạo. Em nói thiệt cho anh, lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm là sao? Nó chỉ được có một cái thôi. Cái gì em? Tiền. Cái con mắm vố này dám nói mình tàn tệ vậy hả? Ừ, được rồi, để coi ha, lần này ai chết. Ôi trời, cái mỏ nó sưng kìa. Thường đau quá. Chuối nè. Này chết cho tao nha. Alo, Chuối nghe nè, ai vậy? Dạ, em là Dừa, ở chung công ty với lại Sim vợ anh đó anh. Rồi, Dừa gọi Chuối có gì không? Em nói cho anh nghe chuyện này nè, kinh khủng lắm. Nói chung là cái câu chuyện này á, em đáng lý ra là không nên nói, tại vì á, con Sim cũng là bạn của em. Nhưng mà em không nói ra thì em nghĩ là em tội cho anh lắm anh ơi. Cái chuyện đó, em biết là em nói sai. Thôi, cô đừng nói vòng vòng, cô nói thẳng đi. Dạ, vợ anh ngoại tình á anh. Anh tới em bắt quả tang đi. Trong lúc rồi em chờ anh tới, em vô em chụp hình. Em chụp hình cho anh làm bằng chứng cho anh coi. Dạ, chào anh. Dạ hôm quá. Ôi trời ơi, thiệt quá. Hả? Ủa làm gì vậy? Chụp hình làm bằng chứng. Ôi lên chụp hình. Hình ảnh rõ nét nè, âm thanh trung thực. Trời ơi, làm mặt phê nữa. Trời ơi, bà gì? Bà là người có gia đình rồi mà tại sao hả còn đi lăng loàn với người khác nữa hả? Có nhân tình thì tại sao không dẫn nhân tình vô những cái nơi vắng vẻ hay là khách sạn chẳng hạn mà lại dẫn vô công ty hả? Bà vừa phải thôi đi. Nè đừng có bất chấp nha. Bây giờ tôi xin trân trọng giới thiệu một lần nữa cho bà biết. Đây chính là anh Hồ Mai Chuối. Hồ Mai Chuối à? Không, bậy. Ta, anh mang chú cho em. Thôi. Lộn. Đây là anh Hồ Mai Chuối, chồng tôi. Ủa vậy nãy giờ, Ủa Chuối là anh hả? Ủa sao kỳ vậy, trong hình 3-4 trong hồ sơ nó khác mặt mày lắm mà. Ủa ai chụp hình thẻ mà không khác hả? Ủa mà bữa nay chắc chồng vô đây làm chi vậy hả? Anh Chuối từ đây sẽ là trợ lý của giám đốc và phụ tôi lên tất cả mọi việc trong công ty này, biết chưa? Vô đây làm luôn hả? Trời ơi, đợt này trong danh sách giảm đi chơi có tên của mình rồi. Không biết làm sao ăn nói với vợ, với gia đình đây. Giờ sao đây? Quẩn ơi là Quẩn. Giờ sao đây? Đừng có nghĩ Quẩn nha. Ủa? Anh đi làm về rồi hả? Anh mới về. Vậy hả? Sao vậy, mệt hả? Trời ơi, đi làm cực quá ha. Anh uống nước đi cho đỡ mệt nè. Em biết mà, nghề giáo là cực lắm á. Cái lứa tuổi mà anh dạy á là cái lứa tuổi nó còn quậy hơn nữa. Người ta nói lứa tuổi gì ta? Nhất quỷ nhị ma thứ ba học trò này, đúng không? Không sao em ơi, cái nghề giáo là nghề của anh mà. Đâu có gì vất vả đâu. Quen rồi em à. Nhìn cái cảnh vợ chồng nhà Chuối Sim á, lòng thấm mơ nhau trong công ty thấy mà ghét. Vợ nói chồng liền ủng hộ. Tiếng nói mình còn đâu nữa, nhất định phải lôi được anh Quẩn về đi làm chung với mình. Có điều ổng mê nghề giáo như vậy thì phải làm sao đây? Ngày trời nóng của em ha. Anh, em có chuyện nói với anh. Anh cũng có chuyện muốn nói với em. Anh nói. Thôi em muốn nói gì em nói trước đi. Em muốn á, anh vợ chồng mình á, trời ơi cưới nhau cũng lâu rồi, em muốn ha hai vợ chồng mình càng ngày càng kháng khích với nhau. Là sao? Là hai vợ chồng mình phải chia sẻ với nhau, cùng đồng cam cộng khổ với nhau. Em khó khăn thì anh giúp đỡ. Vậy là sao? Khó hiểu quá. Phải chia sẻ, sẻ chia. Phải có chồng, có vợ chung với nhau. Em muốn anh cùng chia sẻ với em. Ý của em là muốn vô trường dạy chung với anh hả? Ý của em muốn là anh nó chia sẻ với em, tức là anh san sẻ công việc với em. Thôi được, hiểu rồi, chia sẻ. Cái nghề em cực nhọc không, cứ đi làm đi, anh đi dạy về. Cái tối vợ chồng mình gặp nhau, em mệt cái anh đấm bóp cho em này nha, anh massage cho em này nha. Được rồi ha, thôi nha, gì được rồi ha. Đừng có vô trường chung với anh nha. Trời ơi, thiệt tình á.
Thôi, anh nhớ rồi. Bây giờ anh phải đi liền. Anh phải đi liền. Anh đi đâu vậy? Anh có cuộc hẹn, không thể nào bỏ được. Anh đi nha. À, khoan khoan. Anh hẹn với ai? Cho em đi theo với. Không được, anh đi một mình thôi. Em đi chung không được đâu. Thôi anh đi nha. Đi với bồ nhí đúng không? Con nào? Con. Bà nội. Hẹn bà nội. Gặp bà nội nói chuyện. Vậy thôi, anh đi một mình đi. Anh đi. Thiệt á, dễ hết sợ luôn. Đàn ông gì kỳ cục vậy trời? Trời kỳ vậy? Đằng dầu sôi lửa bỏng như thế này mà vừa còn bắt tôi phải đi làm chung với cổ. Vừa mà biết tôi bị giảm biên chế, cổ còn buồn, cổ còn giận đến cỡ nào đi nữa. Trong gia đình mình đó có chị hai á, chỉ là người lãnh đạo cho gia đình, tuy chỉ khó tánh mà mình có thể chia sẻ cùng với chị. Đúng rồi, bởi vậy tức dễ sợ luôn nhỉ. Thứ đàn ông gì đâu á, bất tài vô dụng, không nghề nghiệp đã đành, ở nhà cho vợ nuôi mà còn không chịu làm nội trợ cho tử tế nữa. Anh Quân, anh đi công chuyện hả? Nè, đàn ông mà xứng đáng thì được gọi là mẫu mực ở trên đời này còn có mình Dượng Quẩn thôi đó. Anh Quẩn vừa đẹp trai nè, vừa giỏi giang, vừa thành đạt nữa. Trời ơi, chị Dừa may mắn lắm mới lấy được anh đó. Bởi vậy mới nói Dượng Quẩn là người đàn ông của đỉnh, mà là đỉnh của đàn ông đó. Cảm ơn hai chị em quá khen. Thôi Dượng có đi đâu thì đi đi, để trễ. Dạ, xin phép nha. Chào. Nghe khen mà thấy mình mắc cỡ quá. Anh Quẩn, giờ em có chuyện này muốn nói với anh nè. Đúng là đàn ông vô âu vô lo dễ sợ luôn. Đặt lưng 3 giây là nằm ngủ mất tiêu rồi. Trong khi mình quá nhiều việc để suy nghĩ, đã dạy phụ nữ là bị cái chứng mất ngủ nữa. Khổ tâm ghê hả? Cái suy nghĩ cái chuyện này rồi không biết chừng nào mới ngủ được nè. Anh ơi, lấy hết nhà cũng biết nữa, lấy mền cũng biết. Anh ơi, em có chuyện muốn nói với anh nè. Anh biết sao không? Để tới sáng mà. Anh ơi, trời ơi, muốn đem nữa không? Ông này đi đâu vậy trời? Sao mất tiêu rồi trời? Em ơi, em hiểu cho anh. Bao nhiêu đau buồn, muôn ngàn khó khăn, đồng sàng thì có đồng sàng. Bao nhiêu tâm sự anh biết hàn huyên cùng ai? Ý ông nói ông đồng sàng vậy mà ông với mình mà. Nếu em hiểu được lòng anh thì anh sung sướng còn gì bằng. Trọn đời anh sẽ ôm vì.
sẽ thương, sẽ quý. Em yêu ai của anh. Đứng im đó. Trời ơi anh. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Vô 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 vô. Hả? Hả? Anh con nào ở trong ngôi nhà của tôi hả? Hả? Anh giả cứu cái gì hả? Em bình tĩnh, em làm gì? Em bình tĩnh. Bỏ xuống, anh ơi. Con kia, mày mặc váy hình gối ôm của tao hả? Con nào, con nào, con nào? Con nào, con nào? Con nào, con nào? Con nào? Con nào? Ủa con gối ôm? Con làm gì vậy? Em làm anh hết hồn rồi. Em còn hết hồn hơn anh nữa. Em tưởng anh hả hẹn bồ nhí ngồi tâm sự hàng thuyên nửa đêm ở dưới nhà. Sao tự nhiên không ngủ đi xuống đây làm gì mà tự nhiên ngồi ôm cái ôm mà ngồi đọc thơ nữa, chuyện thế ghê vậy. Anh có cái nỗi khổ riêng nên anh ngủ không được. Em khổ quá chừng luôn, anh không hiểu. Anh biết em khổ quá, có nỗi khổ khó nói lắm. Nói không được phải không? Cái đè nén vô tâm tư để thoát ra lúc ngủ đúng không? Em ngủ em ngái quá trời như cái hãng cưa vậy, rồi sao ai chịu nổi? Hơi khô. Ủa sao em ngái mà không biết gì ta? Tụi em cảm giác em ngủ êm lắm á. Thôi bây giờ nè, anh sẽ nói luôn để cho vợ chồng mình, gia đình đừng có xào xáo nội bộ nữa, đừng có hiểu lầm nữa nha. Anh lấy can đảm mình sẽ nói nè. Trường của anh, sao anh? Sắp tới. Sắp tới làm sao? Có danh sách giảm biên chế, trong đó có thể có tên anh. Trời ơi, vậy là sắp tới anh được giảm biên chế hả? Anh tốt nghiệp. Trời ơi anh ơi trời ơi, chúc mừng anh nha. Trời ơi anh sẽ được giảm biên chế, thì chúng là anh sẽ không được dạy ở trong trường đó nữa. Có nghĩa là anh đã mất dạy, có nghĩa là anh không còn dạy nữa. Vậy là anh có thể rảnh rang về với em, anh không còn dạy ở trong trường đó là mơ ước của em mấy lâu nay. Ây à, anh làm gì đó? Anh tỉnh rồi chưa? Tự nhiên anh thất nghiệp. Anh là người trụ cột gia đình mình, anh lo lắng cuộc sống anh em. Bây giờ anh có lương đâu mà nuôi em mừng vậy hả? Có bao giờ em phải là vợ của anh không? Không. Mà sao anh thất nghiệp em mừng? Trời ơi, em vẫn là vợ của anh mà. Nhưng mà anh biết không, anh thất nghiệp em mừng dữ lắm. Tức là anh không dạy ở trường thì anh về công ty anh phụ em, anh làm trợ lý cho em, lương còn cao hơn anh dạy ở trường nữa. Nè, em đang rất là cần một người phụ em. Anh hiểu em rồi. Không muốn anh làm ở trường, đi về làm với em. Đúng rồi. Đừng có mơ. Tuy anh có thể làm một thầy giáo hoàng, chứ không bao giờ anh làm trợ lý cho em. Em đừng có mơ tưởng, bỏ ngay ý định đó đi. Bye bye. Anh không nghe nữa. Tôi nghe nè. Nói sáng sớm nè, là sình ô nhiễm không khí. Tại sao hả? Trời đất ơi, quậy quá bển đi. Đóng cửa nhà tôi. Trời ơi, không thể nào nói không được nữa. Hả? Em làm gì mà em la làng vậy? Chị đang trang điểm mà trang điểm không được luôn hả? Tô thơm mà tôi quẹt luôn nè. Gì vậy? Hả? Duy đi coi nè. Duy, chú đầu vô. Coi đi. Khủng khiếp chưa? Giỏi lắm. Cứ thế mà phát huy nha con. Trời ơi, cái gì vậy hả? Làm cái gì mà la sùm vậy hả? Hơ, cái gì hả? Nhỏ nó ngủ dậy nó chưa kịp xếp mùng mền chiếu gối thì từ từ có gì em nói. Em làm gì em la sùm? Cái gì mà lắc đầu? Chị vừa hả? Nói cho em nghe coi chuyện gì xảy ra. Rồi, biết rồi. Ông nhỏ đó không chịu đánh răng súc miệng đúng không? Nó đòi ngủ nướng nữa đúng không? Hai người thiệt tình luôn. Có gì từ từ nói gì mà dạy nó từ từ chứ. Chỉ cái gì mà chỉ, muốn gì thì nói đại ra đi. Từ nãy giờ có một mình em gào thét là sao? Sao hai người không nói gì hết trơn vậy hả? Nói mày hả họng ra nguyên cái lô cốt trong họng rồi. Bây giờ chị nói đi. Xoài này, làm gì la làng chói lối à. Nhất cái đầu thiệt tình á. Chị đủ. Em à, nó chỉ chưa có ngủ dậy thôi. Cùng cùng á. Đi con. Em lố nhất là đủ. Vậy sao không lố được? Một đứa con gái 7 tuổi đâu rồi? Tại sao con còn tè dầm vậy? Con có biết con tè dầm như vậy? Nếu như hàng xóm láng giềng biết được thì người ta sẽ đánh giá con là một người con gái không nết na thùy mị, và thậm chí là không có giáo dục. 7 tuổi nó đá dầm thì có gì đâu mà la dữ vậy?
Em hồi đó 10 tuổi em còn đáy dầm đó. Cái đó là em 10 tuổi. Nhưng mà cái hồi em 7 tuổi em đâu có đáy dầm đâu. Đúng không? Cho nên em những quyết định rằng một đứa con gái mà 7 tuổi mà tè dầm là không thể nào chấp nhận được. Đi theo mẹ ra đây thay đồ, tắm rửa xong rồi mẹ sẽ cho con một trận. Trời đất ơi, chị nó lớn rồi, nó đủ trưởng thành, đủ chín chắn, đủ chững chạc để nó tự giải quyết cái hậu quả mà nó gây ra. Đúng rồi hậu đó. Hậu quả cái gì mà hậu quả? Không không, con Thành nó nói đúng rồi, nó lớn rồi, nó phải chịu trách nhiệm những hành vi nó làm. Bất quá là nó đá lên giường thì bây giờ nó đi ra phơi nệm rồi giặt đồ. Chứ có gì đâu mà em lôi nó về để em cho nó một trận ghê vậy. Ủa tại sao chị có quyền xía vô cái chuyện em dạy con vậy? Không có xía vô. Không có được, chị cũng coi nó như là con của chị vậy đó. Chị coi nó như con thì được, nhưng chị không được quyền dạy nó, tại vì chị không phải là mẹ nó. Còn chị có muốn dạy nó thì chị tự đẻ con ra mà chị dạy đi. Nhưng mà hình như eo em được biết là chị không hề đẻ được. Ờ lấy chồng lâu rồi mà đẻ con không được. Chị Út, chị nói vậy á xúc phạm chị vừa chị biết không? Vừa chị buồn lắm biết không? Chị khóc nè. Không, chị không khóc thôi em. Phải làm gì phản ứng như vậy? Chị vừa mặc một người phụ nữ hiền diệu, nết na, thùy mị và có sức chịu đựng rất là cao. Nhưng mà bữa nay không có chịu đựng được em này. Chị nói cái gì? Bữa nay ai có đẻ con được hả? Câu chuyện sao? Nói cho chị nghe. Chị, đầu đuôi câu chuyện là như vậy nè. Có đây. Tàn nát hết cái gia đình này. Lôi cung à. Chỉ còn vậy mà hai chị em cãi nhau rồi đánh nhau, vi phạm cái gia quy của gia đình này. Tại sao vậy hả? Đủ. Em là em cũng đồng là phận phụ nữ. Em nỡ lòng nào nói chị vừa là vô sinh hả? Chị phạt em 500.000 xung vào công quỹ gia đình. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Xí muội. Nè 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 chị. Trời ơi nó còn nhỏ nha. Nó chưa kiếm tiền được nha. Đừng nói chị phạt tiền nữa nha. Dĩ nhiên rồi. Chị đâu có khùng đâu mà phạt tiền một đứa không làm ra tiền đúng không con? Dì thương con cho nên mỗi tối á, lúc 7 giờ đi sang phòng dì đấm lưng massage cho dì trong vòng 1 tháng. Tôi đã nói với dì không? Chị hai. Lôi cung. Xoài. Xoài. Dạ. Em biết rồi, em sẽ giúp chị thu tiền hai chị đó. Em gái của chị là thông minh, tinh tế, nhạy bén nhất nhà này luôn á. Chị thích em. Dạ. Nói nghe nè, mai mốt có xí mũi nó tè dầm vậy đừng có làm xùm nữa chưa. Với lại hồi nãy á, em ở đây chứng kiến đầu đôi câu chuyện rồi. Đúng rồi, em chứng kiến từ đầu tới cuối luôn á. Sai không nhỉ, em can. Ờ với chị em can là đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Đúng rồi, em mà can. Cho nên lỗi lớn nhất là ở em. 1 triệu đồng kèm dọn nhà trong vòng 2 tháng. Có ý kiến phản đối gì không? Chị ơi, 100.000 vì cái tội sàm sỡ ôm không đúng chỗ. Lôi cung.
thắng đi mèo, thắng con lên đi mèo. Thắng con chuột đi. Thắng con chuột đi. Sư phụ. Dạ. Coi phim gì mà cười vui vậy? Dạ Tom và Jerry. Vậy hả? Dạ. Vừa nói nghe nè. Chị tính à. Sư muội. Dạ. Đi lên phòng của má ba. Má ba mở phim hoạt hình cho con coi nghe chưa? Ở dưới đây coi phim mèo đuổi chuột đâu có gì đâu mà hay. Hai cái con đó nó sống chung một nhà nhưng không bao giờ chút yêu thương nhau, luôn luôn tìm cách hãm hại nhau không à. Lên phòng má ba, má ba sẽ mở phim búp bê baby được không? Dạ. Nhỏ nhỏ này. Dạ, nhanh lên, nhanh lên. Chị nói nè, căn nhà dạ. này nè. Dạ. Ôi, chị cảm giác gì giống như là một con chuột kiểu lúc nào cũng bị con mèo vây đuổi. Ngột ngạt lắm con. Đi lên phòng đi cho dạ. nhỏ này không khí lên. Riết lộn ra. Hỏi ta thất thần vậy làm sao? Ủa, nó đang nói chuyện với ai bên đó vậy nội? Nội đang đọc thoại đêm hả? Tao nói chuyện với mày chứ nói chuyện với ai mà tự nhiên mày tưởng tao khùng rồi sao mà nói chuyện mình nên. Nội đang nói chuyện với con. Vậy chứ nói với ai? Nội thấy con hả? Tôi già thôi chứ đâu phải đuôi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, nhọn. Nhọn cái gì? Nội cũng mừng quá, con thương nội quá nội ơi. Vậy là nội thấy con phải không? Hồi nãy giờ con có tưởng là con tàn hình không á nội. Mày tàn nhẫn chứ tàn hình gì? Mấy đứa nó giận mày đó. Con có làm gì đâu giận con. Là tụi nó cãi nhau thôi chứ phải cãi với mày đâu. Mày phạt tụi nó là làm công việc nhà một tuần với 600 ngàn một đứa, đúng không? Trời đất ơi trời, mấy cái đứa này đặt điều nói xấu cho con không, ngày mai con phạt nữa cho nội coi. Hả? Có phạt con xài 1 triệu chứ phạt 600 hồi nào. Đâu có ác gì mấy đâu ha. Con à, có gì nói. Phạt chi mà nặng dữ vậy? Phạt như vậy nó sợ nhưng mà nó không có phục. Kệ nó, phạt cho nó sợ. Rồi mai mốt nội vi phạm thì sao? Quân pháp bất dị thân. Chị mày phạt luôn tao hả? Nội thông cảm cho con đi. Nội phải tin tưởng, nội phải ủng hộ thì con mới làm tròn cái quyền chấp chính ở trong nhà này chứ. Tin thì nội tin rồi đó nhưng mà... Nội, con chỉ cần nội ủng hộ con hết mình là được rồi. Con sẽ không phụ lòng nội đâu. Thôi thì nội nghỉ ngơi cho nó khỏe nha. Con đi đây. Con đi nghe nội. Con hữu hình rồi, con hãnh diện quá, con vui mừng quá. Con này sao giống má nó dữ vậy ta? Má nó cũng ác như nó vậy đó. Bỏ tôi đi không nói câu nào. Dừa. Dừa, ăn đâu đủ nghe không? Nè. Ăn, cảm ơn em nha. Ngon lắm quá. Trời ơi, ngon vậy chứ. Ăn luôn. Ngọt ngay luôn. Thôi mà tuyệt vời luôn đúng không? Nó cùng một trái đu đủ. Không sao hồi sáng nó không ngọt bằng giờ ngủ luôn nè. Trời ơi, em không biết gì hết trơn. Tại sao mà sáng không ngọt mà chiều ngọt là tại vì buổi chiều có trình nó mát em. Chị nhắc tới tình chị em tự nhiên em vẫn thấy em có lỗi với chị quá. Em sai rồi. Em sai rồi. Chị không bao giờ giận em hết á. Chỉ có em giận chị thôi hà. Tình chị em mà nếu giận nhau thì phải có tình người ta mới giận. Chứ còn với người dân nước lạ thì người ta giận làm gì đúng không? Trời ơi, nước lạ ai làm gì làm đúng không? Nè. Nè. Con người kêu à. Lý nữa, con hấp lý lo trên cành hả? Được rồi, đã bắt tay nhau tẩy chay chị đúng không? Còn đây không cần. Trời đất ơi. Ôi da. Ôi đau quá. Mình ghê đi đứng như vậy á làm sao được. Vừa thả thôi chứ. Đi mình đi 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 đi. Làm sao không hiểu. Nè. Đồ. Vừa. Con. Ui da. Trời ơi, chị em trong gia đình gì mà ác quá vậy? Người ta té như vậy không giúp đỡ gì hết à. Trời ơi. Đi đứng kiểu gì vậy? Hả? Người có sao không? Có bị bệnh không? Ủa, vậy chứ. À.
Thôi nhẹ nhẹ thôi. Không phải là hai đứa đang giận chị, nhìn thấy chị vô hình hay sao? Giận thì giận mà thương thì thương. Kiếm xe học lũ nữa. Nè sao em té? Hai người đang nói chuyện với chị á hả? Chị ai? Không lẽ với mà. Thôi đi, tôi không cần mấy người nữa. Tôi là người dân nước lã mà. Mấy người là chị em với nhau mà. Mấy người đi đi, tôi không cần ai hết á. Thôi đi. Ui, chị nói giỡn thôi, đừng có đi. Cứu chị với. Biết nãy đi đâu không? Đi đâu vậy? Đi lấy dầu nè. Dầu đó. Gia đình ruột thịt là phải thương yêu nhau vậy chứ. Chị xin lỗi mấy đứa nhiều nha. Chị biết chị sai rồi. Chị nói nhiều quá. Cái điều quan trọng em cần nghe là từ nay về sau chị có còn phát xít nữa hay không thôi. Rồi. Không, chị sẽ bỏ luôn. Không bao giờ phát xít nữa. Trừ khi nào mấy đứa hư á thì chị mới phát xít lại thôi. Tên 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 tên. Mời cả nhà ăn trái cây. Chà, trái cây bữa nay có bộ ngon dữ nha. Để chút nữa nói với anh Cầu ngày mai đem thêm về. Dạ. Ừ, ăn trái cây nhiều quá có tốt cho sức khỏe lắm đó. Dạ. Ăn đi tụi con. Dạ. Mời bà cô ăn. Dạ mời nội. Gì vậy, không ăn trái cây đi, làm gì đứng hình nữa chứ hả? Cả nhà làm gì mà nhìn con đắm đuối vậy? Bộ thấy con đẹp quá rồi ngỡ ngàng hả? Con đẹp là cả thế giới công nhận rồi. Cả nhà mình đâu có cần phải lố đến vậy đâu. À, nội à, à tối nay à, con đi công chuyện. Có thể là con về hơi trễ chút xíu. Nội cứ an tâm ngủ trước. Nội đừng có chờ con nha. Nó, cho con theo với. Ở nhà học bài đi. Đi mà, theo làm cái gì chứ? Mà nè nè nè, con gái con lứa đi đâu mà tới khuya mới về? Đi về ban đêm ban hôm á, có thằng nào nó chặn đường là banh xác. Nội, bây giờ con vẫn được gọi là con gái gì, vẫn có thằng nào cả gan chặn đường con hả nội? Nội yên tâm đi, không sao hết trơn á. Con đi đâu có đem tiền bạc gì theo đâu mà sợ. Chị, cái gì? Thôi nhưng mà nói gì thì nói, tối rồi. Đi, đi anh Nhật nè, anh đang rảnh nè, chở chị đi cho. Rảnh phải không? Dạ dạ dạ. Thôi để thôi để em chở chị đi cho. Nếu mà lỡ mà có gặp tụi cướp đường thì có gì còn có em. Chị đi đâu có đem tiền bạc tài sản gì nhiều đâu. Cần gì chứ. Chị hai ngây thơ quá à. Nó đâu có cướp tiền chi. Nó cướp sắt chị. Nếu mà rảnh á thì bắt thang lên leo mặn nhện giùm chị nha. Sao vậy? Chị không có cần mấy cái vụ đó đâu. Chị có vỏ mà. Rồi thằng nào mà tiến tới trước mặt chị mà bày tỏ ý sàm sỡ nghiêng, chị tát gãy răng nó, chị bẻ cổ nó, chị lấy giày chị tát thẳng vào trong mặt nó. Đứa nào dám đụng tới chị. Trời. Thôi con đi đây. Hôm nay nó tự tin quá đã. Rồi nội ơi, cái kiểu này là con nghi là chị hai chị có bạn trai mà. Hẹn hò đó nội ơi. Đúng rồi. Dạ. Con nghi lắm. Chị hai á đã đi qua hai lần đò rồi. Lần thứ nhất thì chồng rượu chè, lần thứ hai á thì mê gái, lần thứ ba là như thế nào chứ? Thôi thôi thôi, quá tam ba bật vậy. Hai chồng bay đừng nghĩ bậy á. Con Cầu nó không có bước thêm bước nữa đâu. Không dám nội, đâu nội. Nội ơi, nội đừng có nghi thơ nữa. Nghi lắm. Chỉ chứ là hẹn hò kiểu đó. Này là nghi lắm. Nội chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Nội sắp sửa có rể nữa đó. Không lẽ mình sắp có cháu rể thiệt sao ta? Đây. Ai mày? Ê. Dạ. Mày dám ngồi ngang hàng tao hả? Sao thế con? Đứng lên. Dạ, dạ. Ông bụng. Dạ, phục rượu. Nhanh lên. Dạ. Nhanh. Dạ. Nhiều quá cũng chậm chạp luôn. Cày. Cái gì vậy? Trời ơi. Nhìn con người ta. Uống. Uống ăn. Nhìn bạn. Cũng uống luôn á. Cái gì quá. Tại sao? Tại sao? Làm ra bao nhiêu tiền? Mua rượu cho anh uống hết rồi. Đâu còn quần áo đâu mà. Đâu có tiền cho mà mua quần áo đẹp nữa. Đâu có chạy việc tôi tới nhìn. Anh ơi, đừng có đánh em. 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 Anh ơi, đừng có đánh em. Nó không thể được, không thể nào được. Nói, có bị gì ấy nói. Gì con?
con cậu không thể có lấy chồng. Ủa chưa mà nổi. Chưa mà sợ. Mọi chuyện chưa diễn ra gì hết. Mọi tưởng tượng không à. Trời ơi. Mà nếu chị hai chỉ có lấy chồng nữa thì cũng nhiều khi gặp người này người tốt sao, nội lo quá. Đúng rồi đó cô. Nội ơi nội, cái chuyện lo của nội là đúng rồi đó. Lỡ mà bây giờ trong quá trình tìm hiểu một cái người đó không đàng hoàng thì đâu có được. Bây giờ mình phải ngăn chặn từ trong chính nước. Không lẽ đời chỉ xui dữ vậy em? Ngăn chặn một cách nào? Dạ, theo dõi. Hả? Theo dõi hả? Ai theo dõi? Con, để con theo dõi cho. Ê, đứng lại. Dạ. Con nghĩ sao vậy? Sao vậy gì? Con xoay một vòng coi. Ê trời. Hả? Con đẹp quá mà. Con nghĩ sao mà giờ này mấy giờ rồi con đi ra đường trai nó hốt con sao con? Ừ, banh xác đó con. Đi vô. Con vô. Con muốn đi á thì phải có nội đi. Cái gì? Hả? Trời ơi. Tao đi cho nó hốt con luôn. Không không, ý con nói là nội lo cho nội chứ không phải là nội đi. À dạ. Dạ ai đi? Anh Nhật sẽ chở sầu riêng đi. Em nghĩ sao cho đu đủ. Bây giờ phi rồi, anh đi rồi bây giờ em nhờ kỹ đi, tướng anh cũng còn ngon lắm chứ. Đi ra ngoài lỡ gái cướp luôn. Trời ơi, nhìn lại đi nha, nhìn lại mình đi nha. Là sao? Nè, cũng beo hết rồi. Cũng beo là ý gì? Cũng beo nào? Là thật nó nhão, giống như nội vậy nè, thật nó nhão. Ý là lớn tuổi, cằn cỗi đi. Cằn cỗi là tại em. Gì tại em? Anh xài hao quá mà. Thôi đi, đừng có nói xàm nữa. Hai đứa không chịu đi theo đi, con cậu nó đi mất. Tiêu đúng rồi đó nè. Đi đi. Đi đi, dượng nhanh lên dượng, nhanh lên dượng. Đi luôn á nè. Đi đi. Tôi nói lỗi nha, anh có mệnh hệ nào. Tự nhiên làm ơn ngồi yên giùm đi. À, tính đứng lên nữa hả? Trời ơi, tao chóng mặt dữ lắm rồi đó. Cái lòng con lửa đốt vậy làm sao mà ngồi yên được. Gì mà tới lửa đốt dữ hả? Chứ nội nghĩ coi, hai người đó đi từ nãy tới giờ không có thấy tâm hơi đâu, không gọi điện thoại về, không biết là có chuyện gì xảy ra không nữa. Xảy ra cái gì mà xảy ra? Con sầu riêng đi, nó có con vật theo kế bên mà có gì đâu còn phải lo. Ủa con đâu lo cho con sầu riêng. Trời ơi, vậy mày lo cho chồng mày á hả? Dĩ nhiên rồi. Sao hồi nãy chê nó thậm tệ mà nào da thịt nhão nhẹ nhão nhẹ, không con nào dám rước mà. Con chê như vậy á là nói trước mặt ổng để cho ổng đừng có chảnh. Chứ còn thiệt ra chồng con cũng còn ngon lành lắm chứ bộ. Trời ơi, nội nhìn coi, làm sao trên đời này mình tìm được một người chồng có một cái sống mũi cao như thế, một cặp mắt đa tình như thế, một cái miệng móm duyên như vậy. Cơ thể ảnh bây giờ tuy không còn 6 múi nữa, nó đã gom lại còn một múi rồi, nhưng mà nhìn vẫn còn đẹp chang. Ngày đi ra ngoài đường người ta cứ nói con là sao nhìn cái anh này đẹp trai giống y như cái anh diễn viên Cao Minh Đạt á. Nói chung là còn ngon lành lắm. Thôi con, mày đừng tưởng tượng mày tôn chồng mày giống như diễn viên cinema hả? Ý trời ơi, cũng may tao ăn trái cây à, cho tao ăn cái giống gì tao ói chết luôn á. Nội nè. Trời ơi, thôi đi được rồi. Và thằng vậy thì thằng Nhật nó có con sầu riêng bảo vệ, không ai dám rớ đâu, được chưa? Thời buổi giờ ghê lắm á nha. Bây giờ là mình không có lo mấy em hot girl hốt, mà thời buổi bây giờ á là trai nó cũng hốt chồng con nữa. Nguy hiểm lắm. Dữ vậy hả? Nhưng mà yên tâm đi, đi tới ba đứa lần mà theo dõi con cậu thì ba đứa nó đi chung với nhau mà có gì phải lo. Con này đi hoài mà nó không mỏi chân coi. Hả? Trời ơi, làm giật mình con. Nó
Sao nó bị như vậy? Hồi nãy bây giờ chưa ngờ Dương Nhật gặp ai? Gặp mấy cái cùng nó hết rồi đúng không? Không gặp. Bắt Nhật đi luôn hả? Dạ. Gặp gái hả? Không có phải. Dương Nhật gặp bạn học cũ, xong rồi hai người đứng nói chuyện ngoài đó, xong rồi các con chạy vô nhà chứ. Trời ơi. Nói chuyện xong rồi có chuyện gì nữa? Không, con chạy vô nhà nè. Nó nói chuyện xong rồi nó xảy ra một cái chuyện gì? Thôi bây giờ nói tóm lại nè. Mỏ con nè. Bây giờ nè, nói tóm lại, mày thấy má mày có đi cặp với trai không? Mà khoan, bỏ qua cái chuyện má nó đi. Cái chuyện chồng con của con hỏi. Nói tóm lại là gặp bạn cũ mà làm cái gì mà con hớt hớt hải con chạy vô đây vậy? Thì gặp hai người nói chuyện vậy thôi à, đâu có làm gì đâu. Mà duyên quá ha. Trời ơi, duyên dễ sợ luôn á. Sao tự nhiên chồng con gặp bạn học cũ mà nó chạy vô đây giống như là thiệt á, nó thấy cái chuyện gì động trời động đất vậy? Không phải. Biết sao con mệt không, là vậy nè. Hồi nãy á, con với Dượng Nhật á đuổi theo má mà đuổi nhanh quá, cái mệt mới khát nước mới vô tiệm tạp hóa mua nước xong á, cái hai người hả mua vui vẻ vui lắm, mua xong cái móc túi ra không ai đem theo tiền. Hay quá, vui ha. Cái con vui mệt mà. Con vừa khát con vừa mệt, con chạy về nhà nè. Trời ơi, bây giờ nói tóm lại đi, bà má mày gặp ai? Gặp trai đúng không? Bây giờ làm ơn nha, bình tĩnh và kể cho tôi biết tới cái đoạn mà dí theo chị Như Cầu á, có cái gì xảy ra, gặp ai? Má mày á, có gặp chó không? Mà thằng đó là cao hay lùn, mập hay ốm, nhà nó ở đâu, nó tên gì? Rồi cái thằng đó nó có phải là đại gia không hay là nó chỉ là dân thường mà thôi? Mà nó đẹp trai không mà nó đứng má trời nó... ơi, mà có cái gì có cho con kể không? Hai người cứ nhảy vô miệng con hoài, sao mà con kể? À thôi được rồi, bình tĩnh để nó cãi này ra rồi cãi. Mệt hà. Chuyện là như vậy. Sau khi ra khỏi nhà, con với Dương Nhật đuổi theo một hồi, bắt kịp má. Thấy cái gì? Thấy con người đàn ông phải không? Đi chung với người đàn ông chứ gì? Người đàn ông đó cao hay lùn, mập hay ốm? Phải đại gia không? Hay là thường dân? Không. Má con chào và bắt tay một người đàn ông rất là đẹp trai. Hả? Ồ chắc luôn. Không, bắt tay. Đó, không. Lúc đầu con với Dượng Nhật cũng tưởng như vậy, nhưng mà không có phải. Má con gặp ai cũng vậy á, má con gặp ai cũng chào hết trơn á. Từ lúc bước chân ra khỏi cái nhà này, dạ, đi một đoạn đường dài luôn, dạ, gặp bất cứ người đàn ông nào cũng chào, dạ, bắt tay. Dạ đúng rồi, chính xác luôn. Nhưng mà chưa hết đâu, để con kể tiếp cho mà. Nói lẹ đi. Mày kể gì mà ngắt khúc. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Quá à. Kể đại một tên một to đó, cái gì cho nó xong. Chứ con đang kể mà hả, bà cố như vậy hả, có nhảy vô họng con này, ngồi trong họng con mà lấy gì con kể. Rồi tao dán ra bỏ tao lại nè, dán bỏ lại nè. Ừ vậy đó, vậy đi. Chuyện là như vậy. Hết chuyện. Ôi trời ơi, rồi mày kể từ nãy giờ toàn là đi rình không à. Còn cái chuyện mà má mày đi với trai đâu mà sao không nghe mày nói? Tới đó mất dấu rồi, sao con biết má con có bạn trai không? Trời ơi. Mệt quá. Ây da. Ây da. Cưa mày lắm. Đợi kìa. Đẹp đi con. Bên này. Bên đây. Chấp cái gì mà chấp? Cậu về chưa? Con đâu biết đâu. Từ ngày mà chị hai có người yêu á, hành tung của chị bí ẩn lắm rồi. Cái số con nhỏ này á, nó bạc phận dữ lắm. Hai chồng trước á, toàn là đồ âm binh gì đâu không à. Bây giờ mấy đứa tìm cách nào đó cản nó lại. Chứ bà không muốn thấy nó lấy thêm một cái thằng thứ ba này trâu sông lạc chợ cù bơ cù bắp nữa đâu nghe.
con có cách. Gì hả? Cách gì con? Nói cho bà nội nghe. Nói mẹ đi, gì nói nhà làm có hết hồn cái gì vậy? Trời ơi, làm hết rồi quá chứ. Ủa, cả nhà nói cái gì mà làm con mệt muốn chết luôn rồi nè. Ủa sao con mệt? Mệt lỗ tai á, rình nghe mà nghe không được. Ông nội nói gì á, nói lại con nghe nội. À, đang kể chuyện cười. Trời ơi, mọi người cười quá trời, chắc vui lắm phải không? Con đang buồn rồi nè, kể lại từ đầu cho con nghe con cười ké với. Hết rồi. Kể xong rồi, kể xong rồi. Nghe hết rồi. Kể xong hết rồi. Thôi vậy thôi. Dạ. Sao bữa nay về trễ như vậy? Con có công chuyện. Thôi đi nè, con mới đem trái cây gì nè, cả nhà gọt ăn đi. Con cũng thay đồ đi, công chuyện gấp liền giờ nè. Bây giờ làm sao? Cách gì đâu đó cho nghe coi. Cách gì hả? Cách gì thì ngày mai trả lời. Còn hiện tại thì chưa nghĩ ra. Trời ơi. Cái con quỷ. Nó chuẩn bị đi, nó vô nó thay đồ, nó chuẩn bị nó đi. Mà ngày mai mẹ mới kể, mày kể đây làm cái gì? Nói! Cái gì? Nội công của nội thật là thâm hậu. Sao không em? Chỉ cần cái... Vậy là con đã nghĩ ra cách thông não rồi nữa. Cách gì? Nó lẹ đi. Con hồ hợp em về nha. Bây giờ mà để chị hai không đi ra ngoài nha. Chỉ có một cách thôi. Đó là mình phải để cho chị hai giải quyết cái chuyện trong gia đình ngũ quả của mình. Chuyện trong gia đình ngũ quả của mình? Chuyện gì? Gây lộn đi. Ba mày cho mày gây lộn đi. Quýnh lộn nha luôn. Mày đừng thấy tao xuống mà mày ăn hiếp tao nha. Không lẽ giờ mày muốn gây lộn với tao? Con biết gì phải gây lộn với ai rồi. Gì gây lộn với gì? Dừa. Dừa. Đúng rồi mà con dừa dễ gây. Đúng rồi. Được. Bây giờ mình chuẩn bị. Đi. Nè, chuẩn bị làm cái gì? Nói cho nghe coi. Đi. Đi đâu? Đi quá trang. Quá trang cái mũi lộn vậy. Để con khéo tay lắm, để con làm. Đi. Nói canh nói. Làm giống nha, Canh nội ơi. Quá trang hả? Được không đây? Ủa? Cửa nó làm sao vậy nè? Có ai ngoài đó không? Mở cửa giùm đi. Có bà nội nè. Nội ơi, cái cửa nó hư sao rồi nè, nội mở cửa giùm con nhé, sao cứng ngắc mà mở không được nội ơi. Chắc nó kẹt rồi đó, trời ơi. Mà không biết sao mà tự nhiên nó khóa rồi vậy, chứ nội đâu có biết đâu. Có nó nào, chả nó không bay xuống mở cửa giùm cho má mày nè. Trời, chú ơi. Cô ơi, chết rồi, cô ơi, chết rồi. Chết cái gì? Trời ơi, cứu ơi, chết rồi, cứu ơi. Bây giờ cứu không giải quyết nữa là không có ai giải quyết được đâu cứu ơi. Trời ơi, chết rồi cứu ơi. Là cái gì? Chiến tranh rồi cứu ơi, chết rồi cứu ơi, chiến tranh. Vì vừa với lại xì xoài đánh nhau cứu mụ đánh lúc ra luôn, chết rồi cứu ơi. Bây giờ mà cứu không giải quyết được không ơi. Trời ơi, mà đang xin vậy. Má ơi, bây giờ cô biết sao đâu má ơi. Chị sợ gì vô đánh nhau túi bụi, đánh nhau tung lùm la xịt má lùm la. Tụi nó giỡn thôi chứ có gì đâu mà đánh nhau. Không có đâu má ơi, bây giờ má không giải quyết là không ai giải quyết được. Má đi công chuyện mà. Bây giờ quyền quản lý gia đình này là con chứ đâu phải là nội nữa đâu. Nội bây giờ không còn quyền gì nữa trơn, nội xuống dữ lắm rồi. Trời ơi, thôi bây giờ con cho nội lên lại á. Con công chuyện gấp lắm, con ở nhà không có được. Tụi nó chắc là giỡn hớt chị hoặc là chị em giận hờn chút xíu thôi, không sao đâu nội. Được rồi, mày đi. Dạ, con đi nghe nội. Mày đi để cho gia đình này tan nát hết đi. Cái hồi xưa đó khi mà tao còn cầm chịch cái nhà này, đâu có ra nông nổi đó như vậy. Bây giờ mày ăn ở sao? Mày quản lý như thế nào? Mà để bây giờ cái trong gia đình này sắp xảy ra án mạng mà nỡ đành lòng cất bước ra đi. Thôi được rồi, cô lên trả tiền. Dạ, lẹ đi. Đúng rồi, lẹ đi. Nội à. Đi, cái sắp xảy ra án mạng rồi. Đi. Khổ ghê vậy, cái gì ở trong nhà vậy? Chạy lên trời. Già cũng mua kế cũng giỏi chứ. Trời ơi, rồi, đợi xíu, đọc xong cái dòng này ra liền. Đợi xíu. Không cần mở cửa nữa đâu. Chị hai, tụi em cái gì hả? Chị hai làm giờ này ông bà cũng giống quỷ nhập thần vậy, không mở cửa sao vô được vậy? Phá cửa. Hai đứa bay giỏi quá ha.
Chị hai đúng là biết nhìn người. Cặp vợ chồng em là cặp đôi hoàn hảo, khỏi cần chỉnh. Phải rồi, chính vì hai đứa bay á giỏi quá, hoàn hảo quá, cho nên chị sẽ thưởng cho hai đứa. Trời ơi, chị hai em cảm ơn. Trực nhật vệ sinh nhà nguyên một tuần nghe chưa? Ồ chị hai. Phải, chị mới khen mà. Sao tụi bây giờ phạt? Đúng rồi. Tụi mới khen phạt là sao? Đúng rồi. Im lặng. Còn dám cãi nữa hả? Soi, vô đây. Hả? Soi. Trời ơi, Soi. Mày bị gì? Hai đứa bay nhìn đi. Ai mà tàn ác gì? Tàn ác cái gì? Tụi bay làm cái gì con Soi hả? Nói đi. Đánh chưa mặt nhìn không ra luôn. Con mắt con đậu con bay kìa. Cái gì á? Chị muốn em tàn nhẫn như vậy bây giờ giả bộ không có chuyện gì hả? Ê bậy nha, bậy bạ nha. Em đừng có xạo nha. Em bị trúng gió nè. Mà người ta trúng gió người ta cạo lưng đây, lấy mặt ra cạo là sao hả? Em điên vừa phải rồi nghe chưa hả? Tôi nói chị hai nghe nè. Tôi thấy này là sai nè. Lúc mà vợ tôi về là Soi ở dưới coi tivi. Tôi làm chứng danh dự cho hai vợ tôi rồi. Trong sáng ai mà đánh em vậy? Làm chứng gì? Anh á, anh là người muốn tôi nằm luôn hả? Ê, nói bậy nha. Hai chồng anh thiếu nợ tôi nè. Thiếu nợ nè. Ê, vừa phải. Để phi ta đúng không? Chị hai, chị đừng có tin. Thôi chị. Nè, mở miệng ra nói một câu nữa là ghi tên lên bảng nghe chưa? Nè, vu oan giả quả là sao hả? Vu oan giả quả hả? Bây giờ làm sao? Tự nói cái gì phải bằng chứng chứ, hả? Sao riêng, vô đây. Có con, má. Có con làm chứng. Nói đi con, làm chứng cho ai? Con làm chứng, chính mắt con nhìn thấy. Dì vừa. Dì vừa. Chịch quyện gì Soi. Dù vẫn lên tới thì Soi. Lên tới thì Soi. Thôi được rồi. Có sao không vậy? Chết rồi má ơi. Có sao không vậy hả? Soi. Thôi để con đi dì Soi đi cấp cứu. Nhanh lên. Dì Soi đi cấp cứu. Nè, nếu như không muốn một trong hai đứa đi cấp cứu, từ rày về sau không bao giờ được gây chuyện, không bao giờ được hành động như vậy nữa nghe chưa? Già đầu lớn tuổi hết rồi, làm chuyện tôi không. Bà cô ơi. Nội ơi. Sao rồi? Thành công không con? Thành công hả? Thành công hả? Thôi ơi, vậy khỏe. Thành công mới có một nửa à nội. Làm sao? Chị hai chị giải quyết nhanh quá nên bây giờ chị chuẩn bị đi rồi kìa. Mình phải suy nghĩ cách khác nữa nội ơi. Chuẩn bị đi rồi, bây giờ mình phải suy nghĩ cách khác thôi ạ. Cách gì nữa bây giờ? Hết cách rồi con ơi. Cách gì? Hai con quỷ kế bên tay không chịu lấy ăn rồi để nổ đút nữa hay sao ạ? Vậy chứ cái gì? Làm gì á? Gì thì ăn đi. Không phải hả? Ý con á là bây giờ giả bộ đi. Giả bộ bị ngộ độc thực phẩm. Đúng rồi. Tao giết hai đứa bay đi rồi. Trời ơi, suốt dại vậy hả? Trời ơi, trù quẹo tao hả? Tao mới ăn trái cây mà nó tao ngộ độc thực phẩm là sao? Giả bộ. Thôi. Giả bộ. Thôi. Không làm chứng nữa đâu. Chỉ có bà nội làm được thôi đó. Không làm mà chị hai chị đi đó. Chị đi thiệt đó. Cô làm đi cô. Làm hả? Con giúp con đi cô. Hang. Nhỏ này nó thương bà nội lắm. Đúng rồi. Bà nội nó đau là nó ở lại. Đúng. Mà giả bộ hả? Trời ơi. Giả bộ đi. Tao giả bộ rồi nó cũng khó khăn lắm đó, chứ không phải dễ đâu à. Thôi mà diễn đạt lắm. Cô số 1. Cô số 1. Nha, vậy nha. Làm nha. Cô đi căng. Cô má xuống rồi con hả? Má nội có sao không nội? Chết rồi. Trần cắn. Trần cắn. Soi, đi lấy cho chị cái muỗng. Chị đồ đũa đem ra đây nhanh lên. Chị vậy? Lấy đồ đũa. Dạ, con lấy cái muỗng á, con ngán hồng mà nội lại. Xong lấy đồ đũa quắn ở trong đó. Khi nào mà nội mệt, cái nội nôn ra thì lúc đó là... Không được.
Thôi bình tĩnh đi con, nghe nghe con nói nè. Ôi da, đừng có lấy muỗng đũa, nội sợ. Bây giờ con đi lấy cho má con cá. Con cá lóc mới mua trong tủ lạnh, nhanh lên. Trời ơi, con đánh trộn cá vô bọt sao hả? Dạ không, con chỉ lấy con cá ra, xong cái mình cạo nhớt khoảng chừng tô nhớt nhỏ thôi à. Rồi uống hết tô nhớt cá là nó nôn ra liền hả? Nhanh. Không, không, không được, không được. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, bây giờ nó muốn làm sao? Ai điện thoại con đem rồi con. Trời ơi. Alo, dạ. Dạ em biết rồi. Nhưng mà tại vì em đang có công chuyện chút xíu. Dạ dạ chút xíu nữa em tới, anh chờ giùm em chút nha. Con dạ ơi. Dạ. Con là con bận, con đi đi công việc đi con, nội không sao đâu. Đúng rồi đó, con má, bận, má, con má, đi má, đi, má, con đi, đi, đi con sao đâu. Con hy sinh con chăm sóc cho bà cố cho không má. Được. Má đi đi má. Chị hai à, nội á, em lớn rồi. Em đủ trưởng thành, đủ chín chắn để lo cho nội mà, chị đi đi. Bà nội đi, tất cả đối với con. Bà nội có chuyện gì á thì con sẽ không có gì. Sẽ hối hận suốt đời nội ơi. Cảm động quá, bây giờ làm sao? Trời ơi, làm sao mà hỏi được. Con gọi điện thoại đưa nội ghi cấp. Không còn, không còn. Nội phải đi bệnh viện, ở nhà không thở tay kịp đâu nội ơi. Em lo được, em lo được mà, không sao đâu, lo được. Chị, em lo cho nội được mà. Chị à, bình tĩnh đi. Chị bình tĩnh đi. Đưa điện thoại đây. Nội ơi, nội ơi, đưa mở. Nội ơi, chết luôn. Ê, 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 nội ơi, nội ơi, nội ơi. Ôi trời ơi, 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 hả? Nội ăn mà nội không nhai, nội nuốt nguyên miếng dưa, nội nuốt luôn cái nĩa này nè. Ờ trời ơi, chắc tại cái nĩa này nó ngang ngang cần cổ nên nội tưởng con ngộ độc thức ăn chứ con độ khỏe rồi con. Trời ơi, nội ơi, nội ăn mà nội phải nhai. Để con dẫn mà nội đi rửa tay. Thôi thôi thôi, được rồi, nội tự rửa, tự rửa, tự rửa. Bảy giờ rồi, bảy giờ rồi, không đi sao. Đi 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 chị, đi đi má, 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 mở cửa ra cho chị lo cho bà nội. Yên trời, anh bảo vô nữa kìa. Yên trời, yên tâm, con khóa cửa rồi. Khóa cửa rồi, không thể nào vô được. Yên trời ơi. Nói cái gì vậy? Nói gì lố vậy? Có cái cây nĩa ghim vô nữa đâu ra vậy? Trời ơi, tao quýnh nó trơn rồi, tao cọp đại rồi, tao đâu có biết cái nĩa nó dính gì trong đâu. Bây giờ giả bộ đó mà, giờ tao muốn bình thiệt rồi nè. Tụi bay á nha, bỏ cái vụ này đi. Nè, đó, đã giả bộ như vậy. Cái gì vậy? Trời ơi, lúc đầu giả bộ nhưng mà lúc sau sầu quý nó quýnh con thiệt luôn á. Trời ơi, con này khổ. Ai da, rửa tay. Rửa tay cái gì? Tao đem đi vô tao rửa tay nè. Tao mệt lắm rồi đó. Hay quá. Hai đứa thì ra là giả bộ đổ thừa cho chị mày hả? Đứng lại đó. Hai đứa mày tiếp tay của chị. Đứng lại đó. Dạ em đổ thừa cho mày hả con kia? Đứng lại đó. Nguyên. Dạ dạ. Chị nói nghe nè. Chị mới săn cái tin này về. Chị không biết đặt cái tựa gì cho nó hết. Cái vụ gì? Nội dung á là công an bắt ổ cờ bạc. Đặc đại là giám đốc công ty gì đó bị công an bắt tại ổ cờ bạc. Ừ, lỡ như chúng công ty của người ta không có rồi ta kiện sao? Đại đi, chỉ cần người ta đọc người ta hấp dẫn, người ta đọc người ta view lên mình được lương thôi. Cô xài à, em đâu có nói chuyện riêng đâu. Em bàn công chuyện mà. Tôi không có nói chuyện đó. Tôi muốn nói chuyện khác. Cô qua đây. Cô xài. Tôi kêu cô xài. Em á thì chị biết. Ba má em đặt em tên là Xoài. O A I O I X C chứ không phải là Xài. Tôi thích kêu gì kêu. Tôi kêu Xài được không? Nè, cô coi đi. Cô viết như vậy hả? Cô viết như vậy thì ai đặt nữa hả? Chị nói gì vậy? Biết thì thưa thì thốt, không biết thì giữ cột mà nghe. Bây giờ buôn bán dâm á là chuyện bình thường. Cô viết như vậy á rồi ai đọc nữa? Cô phải đặt một cái tích như thế này nè. À, công an vừa phá một ổ buôn bán dâm do những hoa hậu bán dâm. Vậy người ta mới đọc, lo cũng hấp dẫn mới đọc vô.
em viết báo là có nguyên tắc của em. Em viết sự thật thôi, không thêm không bớt. Tôi không cần quan tâm nguyên tắc gì của cô. Tôi chỉ cần quan tâm là độc giả đọc báo của mình, cô hiểu rõ chưa? Tôi khuyên cô, nói trong ngày hôm nay cô phải viết lại. Nếu không ha, tôi giặt bài của cô, tôi chết, cô rõ chưa? Em là một nhà báo chân chính. Rồi sao? Em không thể vẽ công ngoài bút của mình. Ờ, không có tiền, không có cá mặn nha cưng. Ở đó mà đạo đức nghề nghiệp nữa. Đẹp ghê ta. Công phu dễ sợ luôn á. Trời ơi, trời ơi, có kìa. Một gói quà. Ôi trời, hai gói quà, ba gói quà luôn. Dạ. Trời ơi, rồi bánh kem này mua ở đâu mà đẹp quá vậy? À, dạ, sáng nay em dậy sớm ra chợ, xong rồi cái em mua đường, mua sữa, mua bánh về, cái em tự làm á, nên nó không có được đẹp cho lắm. Tự làm? À, dạ. Ôi, sao vậy chị? Ui, đàn ông con trai mà khéo tay dữ vậy, tự làm cái bánh này đó hả? Ui, cái tim này em tự làm luôn á hả? Dạ. Vậy là khéo lắm rồi em ơi. Rồi ai phụ em mà em làm cái này mà đẹp quá vậy? Dạ thì em cũng chuẩn bị rồi, em cũng chuẩn bị từ mấy ngày trước rồi, xong rồi sáng ngày hôm qua em văn cho nó đẹp lên để cho Xoài bất ngờ mà. Thật ra đây chỉ mới là cái bước đầu của em làm cho Xoài thôi. Em muốn là hả, sau khi mà Xoài thổi nến, em sẽ dẫn Xoài đi ăn kem, rồi đi coi phim. Sau đó hai đứa chạy xe về, Xoài ngồi sau lưng em, cái tự nhiên một cơn mưa ào xuống. Trời ơi, lúc đó ha, em chở Xoài đi dưới lòng thành phố. Trời ơi, lãng mạn lắm luôn á chị. Trời dạ. Ơi, có cái tình yêu nó nhiều đến nỗi mà nó tự tưởng tượng ra một cơn mưa như vậy. Trời ơi, lãng mạn. Biết không? Dạ. Ngày xưa, lúc mà còn đang yêu nhau, cũng đã từng trải qua một thời gian lãng mạn như vậy. Trời ơi, bây giờ nó chỉ còn sự lãng nhắc thôi em à. Ủa, chị Xoài về, Xoài. Ờ, thì nó về cũng bình thường thôi mà làm gì em rối dữ vậy, ra mở cửa đi. À, vậy Xoài về con ra mở cửa. Không, từ từ xí mũi, từ. À, bây giờ mình phải làm cái gì cho Xoài bất ngờ mới được. Hay là bây giờ con với chú với con nè, rồi em với chị trốn hết đi. Em đi tắt đèn, nha, nha. Trời, cái gì? Sao nhà cửa gì tối thui vậy? Rõ ràng là mấy nhà hàng xóm có điện hết mà. Tự nhiên cái nhà mình tối thui vậy? Trời, vậy sao viết bài? À, ra quán cà phê đi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. À, chúc mừng sinh nhật Xoài nha. Chúc mừng sinh nhật dì Xoài, con yêu dì Xoài nhất không? Dì Xoài cũng yêu con nhất luôn. Mua. Đẹp chưa? Ngạc nhiên chưa? Đẹp quá à. Ngạc nhiên quá à. À, bây giờ sau đây sẽ là phần quan trọng nhất. Xoài ướt đi. Đút lên, đút dạ. Lên, đút lên. Rồi. Hay là mình thổi tượng trưng một cây thôi được không chị? Ta đang sinh nhật à. Đốt đốt lên hết chứ làm gì mà tượng trưng. Rồi đó. Em thổi được chưa? Cây điện cậy tao còn nằm trên tay đi mà thổi cái gì. Rồi. Con ước là ngày mai tao có thể nộp bài cho bà xem mà bà đừng có chửi con. Quỷ thần ơi, cái gì mà trên đời này có một cái điều ước sinh nhật là ngày mai nộp bài đừng bị chửi. Làm ơn, ước á là ước gì con và anh Cát sẽ mãi mãi bên nhau hạnh phúc. Dạ, xong rồi. Cái gì vậy? Dạ. Mày nói nhanh, chị lâu quá. Thôi kệ, không sao đâu. Có gì giờ tối về nhớ ước thêm nha. Mai sinh nhật mình mà. Rồi. Thực ra là em cũng có mơ mọi người gì lắm. Mọi người là em xúc động quá. À, anh muốn cho Xoài vui. Rồi. Đó, bây giờ hai đứa đưa cái điện thoại đây, chị chụp hình nó up lên Facebook. Dạ. Hôn nhau đi. Dạ. Nhanh đi chị. Dạ. Ngồi xuống đây cái đống quà này nè. Đó. Dạ. Rồi, hai đứa tặng quà cho nhau đi. À, dạ. Con đứng ra cho mẹ chụp cái. Quà cảnh gì luôn hả chị? À, đó.
Dạ, em cầm vô đi, tình cảm. Một, ừ, cầm. Hai, ba. Rồi. Chị xài xuống thì xíu nữa đừng có cát chở đi chơi. Mẹ, mẹ bố còn lớn rồi nên còn sẽ kiếm á. Người yêu á, có giống như chú cát vậy á. Đi chơi là đi đâu? Bây giờ hả? À. Ừ thì anh định hôm nay qua sau khi cho em thổi nến thì anh chở em đi coi phim. Anh ơi em... Em đừng có nói với anh là em cảm động, em đồng ý. Thôi đừng có khóc, không có gì phải khóc, Linh không có khóc. Chú cảm ơn con, em cảm ơn chị. Cảm ơn Xoài đã đồng ý nha. Không phải, ý em là bây giờ em có chuyện rồi, em phải viết bài sớm mới nộp cho tổng biên tập. Không là em bị đuổi việc á. Em hỏi với anh. Con nhỏ đây, tao chịu hết nổi rồi nha, cầm anh. Hả? Tại sao vậy? Từ nãy giờ đã thấy cái thái độ không bình thường rồi. Rồi bây giờ em nói thẳng với mặt nhỏ anh vậy làm sao? Em nhìn đi, em nhìn hết tất cả những thứ này đi. Một tay nó làm mà nó tới đây từ 5 giờ sáng nè. Nó làm tới bây giờ đó. Nè, em nhìn cái dòng chữ Happy Birthday này nè. Ủa, tưởng nó đi ra chợ nó mua hả? Đâu có. Nó ngồi nó cắt từng cái hình một. Đó, rồi bong bóng. Coi nè, nó là đâu có mà lấy cái máy bơm mà bơm đâu. Tự nó thổi bằng miệng. Nó thổi tích cả cái hơi yêu thương vào trong đây, cái tấm lòng vào trong đây nè. Bánh kem nữa nè, đó, con coi đẹp không? Chú Cát phải tự mua bột, tự mua trứng về mà làm ra một cái bánh kem như vậy chứ phải mà đi ra chợ đâu. Ha, rồi còn tất cả những thứ này nữa, vải nè, ra chợ mua từng khúc vải về cắt đó, rồi xong rồi văng lên như thế này. Nghĩ sao vậy mà bây giờ đáp lại cái tấm lòng của cái gì vậy? Đi đâu hết trơn rồi? Tìm cái gì vậy? Chị tìm cái bài viết của chị. Rõ ràng là chị cho đăng ở đây nè, mà không thấy đâu hết đó. Đúng ngày không? Đúng ngày, đúng tờ luôn mà. Tìm kỹ lại thử coi. Ồ, bộ mất cái gì vậy? Sao mà cứ lật đi lật lại tờ báo hoài vậy ta? Em tìm cái bài viết của em. Em cho đăng rõ ràng mà bây giờ không cánh mà ba tìm mấy giờ không thấy, ba bốn lần rồi đó. À, thì bài viết dở quá nên không được đăng chứ gì. Mà sếp nói là trong vòng ngày mai cô không có bài đăng thì sếp đuổi việc cô đó. Sao? Chuyện gì? Có phải là tại chị dùi dạt bài viết của em đúng không? Ừ. Em có chấp nhận đâu nha. Chị đem ơn quán cá nhân cho công việc kia là không có đúng. Có đâu, em nói gì vậy? Em tức quá à. Bây giờ em đi kiện cho coi á. Chị thách em đó, đi kiện đi. Trời ơi trời, em quên á là chị là đệ tử ruột của sếp sao? Mà nè, sẵn đây chị cũng nói cho em biết à, chị nghĩ là em cũng biết đường mà thua chị đi, chị sẽ tha cho em một con đường sống. Chứ chị nghĩ là em không có tài cán gì, ra ngoài đời thì cũng không ai nhận em đâu. Nè, chị thôi nha. Lúc nào cũng nhường nhịn chị hết á. Còn chị lúc nào cũng ăn hiếp em hết trơn á. Chị mà còn thêm nữa em nghĩ gì cho coi. Chị nghĩ đi. Ủa, sao còn ngồi đó vậy? Em là người có trách nhiệm, em phải viết đơn xin nghỉ việc em mới nghỉ. À, viết nhanh nhanh nha. Chị đủ. Chị thấy em hôm nay có đẹp không? Đẹp. Chị Xoài hôm nay đẹp quá à. Thiệt hả? Trời ơi, hai người là em vui quá. Tương nè. Tôi trời ơi, cánh ra cô. Dạ, em chào chị. Ủa, anh. Xoài. Anh tới rồi hả? Thương quá à. Mẹ, mẹ đừng hơi dì Xoài thả quá. Mẹ đừng cho dì Xoài ra đường. Không hơi dì Xoài cắn người ta. Đúng rồi, đừng cho ra đường ha. Nghe nha. Nghe hết đó nha. Kệ mấy anh. Bây giờ mình đi nha. Đứng lại. Cái thằng này vô đây ngồi coi. Vô đây ngồi coi. Sao vậy chị? Cái một mình cái con nó khùng đủ rồi. Vậy mà em cũng chịu đưa nó đi chơi nữa hả? Sao vậy? Đi cùng theo luôn hả? Em... Gì đâu mà mới xíu chuyện ở công ty hả? Mà khùng điên lên như vậy á. Đam mê công việc, đam mê vừa vừa thôi nghe chưa? Chuyện công ty là chuyện gì vậy chị? Thì nó bị cho nghỉ việc rồi đó. Gì kỳ vậy? Sao vậy Xoài? Em làm gì mà tự nhiên công ty cho em nghỉ việc làm sao? Ai nói là công ty cho em nghỉ? Em cho công ty nghỉ. Trời đất ơi, em có cái quyền đó luôn hả? Ừ, em không thích là em không làm. Bây giờ em không làm công việc đó rồi em làm công việc gì?
Rồi thất nghiệp rồi sao? Ừ, thì không làm ở công ty nữa thì ở nhà. Ở nhà nè nha, có bà nội nuôi nè. Bà nội không nuôi thì má nuôi. Má không nuôi thì chị cầu nuôi. Chị cầu không nuôi thì chị đủ nuôi. À, dần dần lại cái khúc cái đủ đủ gì đó. Trời ơi, con tôi nuôi còn chưa xong, nó đâu ra mà nuôi cô. Rồi giờ em không tính làm ở công ty đó rồi, em làm cái gì? Em không làm ở công ty đó nữa. Tại vì em không yên thích tâm. Em yên tâm, em không làm công ty đó nữa. Em vẫn có việc làm, em cũng yên tâm. Rồi công việc của nó cao cả lắm em. Có công việc mới, công việc mới hả chị? Hay ho lắm em. Là gì vậy chị? Công việc của nó là đi bán giấc mơ cho người khác. Trời ơi, vậy là em là cô tiên à? Thay vì là cô tiên thì là cô điên đi bán vé số. À, gì rồi bán vé số, gì rồi bán vé số. Im đi, nghĩ sao bán vé số? Không, ủa? Em không bán. Ủa, cái công việc bán vé số là nó nhanh nhất và nó dễ nhất. Chưa kể bán vé số là bán tầm buổi sáng thôi. Chút cái trưa trưa cái về đi chợ nấu ăn làm việc nhà. Không, nhất định không bán vé số và không ở nhà làm việc nhà. Vậy chứ giờ em định làm gì? Nói chung là em không biết và bây giờ em không làm. Bây giờ anh đề nghị em phải đi làm. Em không, làm. Không làm. Không cần phải đề nghị em à. Đối với các người mà người ta đã bị nhụt chí rồi đó, yếu bản lĩnh đó, em có nói cỡ nào cũng không bao giờ mà người ta chịu nghe lời em đâu. Rồi nếu là chị hả, là cái con nhỏ Sen á, mà làm cùng công ty với Xoài đó, mà nó hả giả bộ gài hàng mình như vậy là mình phải càng chứng tỏ năng lực của mình, chứ có đâu mà mình nghỉ việc luôn như vậy. Em không có sợ con Sen đó. Em đâu có sợ con Sen đó đâu. Em chỉ có hèn thôi. Em không phải là hèn. Ngày mai em sẽ đi làm, đứng lên chống lại con Sen đó. Không khí thật là trong lành, thoáng đãng. Chưa có ngày nào đẹp như ngày hôm nay. Thật là thoải mái. Cuộc đời rất đẹp sao, tình yêu rất đẹp sao. Xoài ơi, Xoài à, chị nhớ em quá Xoài ơi. Chắc là em không xuất hiện ở đây nữa đâu. Ai vừa kêu Xoài đó? À, Xoài, Xoài làm lại hả? Ủa, mấy nay không có Xoài buồn quá. Trời ơi, đẹp gái quá luôn. Ủa, không phải là cô nói cô nghỉ ngày hôm qua rồi sao? Nay xuất hiện là cái gì nữa hả? Bộ bà nội cô hết dám nuôi cô rồi hả? Đó là Xoài của ngày hôm qua thôi nha. Khi mà Xoài còn non, còn ở trên cây á. Còn Xoài bây giờ đã chín rồi, đã mạnh mẽ hơn rồi. Chị mà còn ăn hiếp tôi nữa, cắn. Con Xoài phải chịu đến, phải thực hiện kế hoạch mới được. Chồng cho ghen chơi. Nhìn gì? Nhìn đi. Làm gì mà đứng chỗ người ta vậy? À, thì mấy đồ có làm gì đâu. Ủa sao thiếu mất tiêu rồi? Đi về. Xài, Xài ơi, Xài cho chị xin lại mấy tấm hình đó nha. Ủa, cái này là em lượm được mà, là của em chứ. Thôi nhưng mà hình đó là của chị, em cho chị lượm lại đi. Em muốn ăn gì chị đãi em, đãi hết luôn chị đi ăn nha. Em muốn bò nha, thích em muốn bò lắm không? Trời ơi, đứa bò thèm chị Đức biết. Trời, kỳ quá à. Nhớ nha, hai tô nha. Trời ơi. Tại vì á, năn nỉ tôi mới trả đó nè. Cảm ơn em, chưa gặp nhau nha. Mà nó nghe nè, hình gì vậy, hình gì mà làm gì căng thẳng vậy? Trời, hình với bạn trai chị nè, bữa mới chụp đó. Bạn trai chị hả? Em coi với. Thôi, kỳ quá à, chị cũng thích chị đâu nha. Có gì đâu chị, em nha, không ngại gì. Chị cũng thích chị đâu, con đi. Tiếng tiểu à? Trời ơi, tiếu cái ai đây? Thì bạn trai của chị. Tên gì? Ngô Cát.
còn bạn trai của tôi. Ngô Kế, hai đứa là một hả? Ừ. Tại sao? Tại sao vậy hả? Thì tại vì chuyện này để em. Bây giờ đi muốn ngồi máy lạnh hay là đi ra ngoài đường nắng thôi để hết pin nè. Máy lạnh. Nè, bạn trai của tôi mà. Thì bạn trai của em, nhưng mà chị nói nghe nè, tại vì á anh Cát thương chị mà chị cũng thương anh Cát lắm, hai anh chị thương nhau kinh khủng luôn đó em. Nhưng mà tại vì anh Cát thấy em tội nghiệp quá, anh Cát thấy em thương anh Cát quá, anh Cát không nỡ lần nào bỏ em đó em. Xin xoay em kể cho anh kêu kìa. Trong giờ làm việc mà nhỏ to tâm sự, có muốn cuối tháng là được lãnh lương không ta? Có. Tại bây giờ khẳng định lại tôi một lần nữa đi, ai là người yêu của chị? Là Ngô Cáo. Ừ. Hai người yêu nhau lắm phải không? Đúng rồi, yêu lắm em ơi. Chị năn nỉ em đó, em bỏ cuộc đi để cho anh chị đến với nhau đi nha. Bỏ đi. Vậy thì tôi sẽ là người ra đi. Cho mượn nó hình coi. Nè, chúc hai người ở lại hạnh phúc. Ủa, cảm ơn em nha. Xoay xoay xoay. Liệu hồn hay chưa? Kinh kinh gì? Sáng sớm bực mình mà kinh gì kinh? Đừng quên bà. Anh yêu em. Cái gì vậy? Anh định hát là anh yêu em muốn thế nhiều hơn nhưng anh muốn nói. Hay quá à. Yêu hả? Anh là cái đồ sở khanh được biểu giả. Em đừng nghe mình chửi được không? Rồi 2, 3, tiếp. Đồ bắt cả hai tay. Sao tự nhiên chửi anh bắt cả hai tay? Anh yêu em mà, nói gì kỳ vậy? Anh yêu em bằng cả trái tim, mà cái trái tim của anh nè. Trái tim hả? Ừ. Cái trái tim của anh là cái trái tim giả dối anh biết không? Không, anh nhột là sao? Tôi đã từng tin anh thật lòng, yêu anh thật lòng. Anh chỉ cần là giả dối thôi. Em bị cái gì vậy? Anh có làm gì đâu mà tự nhiên đối xử gì tệ bạc gì với em? Hả? Tôi không cần. Ê, đi đâu vậy? Hay quá. Sao vậy em? Ôi trời, chị thông cảm. Nè, có tôi đây mà còn ôm người ta hả? Người ta lạ có quen không? Hả? Ôi chị, em muốn quen chị. Đồng xin lỗi cảm đâu. Không, em cho bỏ. Anh xin lỗi tại vì anh có một cái sự đồng cảm. Ý là bây giờ anh nói tôi là đặt điều cho anh đúng không? Nguyễn Xoài đã nói gì? Có tướng tướng nha. Nè, coi đi. Cao quá không coi được, em hạ xuống. Rồi cái tay che. Ủa, sao em có tấm hình này? Ở đâu ra? Không ngờ chứ gì. Không ngờ là tôi biết sự thật một cách rõ ràng quá chứ gì. Hết đường chối cãi rồi chứ gì. Ở đâu ra có tấm hình này? Em à, tình cảm của anh dành cho em là chân thật. Con Milo nhà anh nó làm chứng cho tình cảm của hai đứa mình. Cái chuyện hai đứa mình yêu nhau là con Milo nhà nó biết đó nha. Nó biết đó. Tôi không cần biết Milo, Vinamilk hay cô gái Hà Lan vậy đó. Tôi chỉ biết là con Sen là kẻ thù truyền kiếp của tôi. Vậy mà anh chụp hình với nó ha. À, khoét dài, tặng bông, tình cảm quá ha, yêu đương thân mật quá ha. Bây giờ anh... Anh gì? Không cần giải thích nhiều, lên tòa. Bây giờ tòa nó xa quá, mấy mình lên phường đi. Đây là bên kia đường đi nè. Gì vậy? Không hả? Chứ giờ sao muốn lên tòa lên phường gì giải thích gì lên chứ sao? Bây giờ em từ từ đi, đừng có làm anh nhức đầu, anh căng quá nè. Anh nhớ coi tấm hình này chụp hồi nào. Trời ơi, đẹp quá, đẹp quá. Không được, em xóa hết mấy cái hình này đi. Em mà để cho người khác thấy rồi, người ta đánh giá cả một nhân phẩm của anh á. Trời, em con gái em không sợ, mới đánh giá anh con trai mà anh sợ vậy. Đưa đây, đưa em chỉnh hình nè. Trời ơi, đẹp gần chết như vậy mà anh nói cái gì vậy hả? Trời ơi, dễ thương quá, trời dễ thương. Ờ, xoay. Anh, đang giờ làm qua kiếm em chi vậy? Ừ, anh... Em nghĩ đi, bây giờ hả, con Sen á, nó ghét em. Nó cố tình làm đủ mọi cách để cho em nghỉ việc. Bây giờ không thành công thì nó chuyển qua nó hại hai đứa mình. Nó làm cho tình cảm nội bộ của hai đứa mình bị lủng củng. Nhưng mà... Tin anh đi, trời ơi, anh nói thiệt. Những gì anh kể với em là sự thật luôn á. Em không tin hả? Anh thề cho em coi. Nè, chấm nước miếng này. Nó thề nè. Còn nếu như mà hả, anh mà nói xạo với em là anh sẽ bị ghẻ. Ghẻ nó ngứa lắm. Nó ngứa nè, anh gãi cho em coi nè. Nếu mỗi lần đó, nếu mà anh nói xạo em, là mỗi lần em nhìn thấy anh gãi là em biết là hôm đó anh nói xạo em. Nè, nè. Ghê quá đi. Chứ giờ sao, anh hết cách rồi. Thì lần này tạm thời tôi tin anh á. Ừ, tin thì tin, nhưng mà mai mốt có gì thì từ từ nói.
tự nhiên tôi mới vô gặp cái đánh tôi, chửi tôi, làm tôi tổn thương, tôi buồn. Bây giờ tin chưa? Tin rồi. Tin rồi hả? Yeah. Anh vui. Ê, làm gì vậy? Không có chụp hình tôi nha. Ê, đi. Em làm gì vậy? Tình trọng, tình yêu của tụi mình là tình yêu chân chính mà em làm gì vậy? Có gì đâu mà phải sợ. Thôi, sao? Nè. Gì? Con sen á, nó đã dùng cái kế là nham hiểm và độc ác để chơi tụi mình. Ừ. Bây giờ phải trả thù nó. Bằng cách gì? Em sẽ dùng kế gậy ông đập lưng ông. Em có sao không? Anh bị mất tập trung. Kế gậy ông đập lưng ông. Ý em là... Trời, cái gì vậy? Làm em mớ hồn à? Ừ, chết luôn đi. Hả? Sao vậy? Cô đối xử với tôi vậy đó hả? Ủa mà em có làm gì anh Động? Tôi yêu cô quá mà. Thì em có nói gì đâu. Giờ đối xử với tôi vậy đó. Cái gì vậy trời? Cắm hai sừng cái đầu tôi nè. Cắm đi. Ủa mà em thấy đầu anh tròn ủm, có thấy gì đâu. Mà anh là người phải là bò mà có sừng. Trời ơi, bây giờ làm như vậy mà bây giờ cô lại nói tôi trâu bò nên xúc vật luôn đúng không? Trời ơi, quá lắm rồi. Mà giờ sao cái gì nó rõ nè, tự nhiên đâu hồn hụt vô nói gì không hiểu gì hết luôn á. Bây giờ cô muốn rõ đúng không? Ừ. Cô muốn rõ đúng không? Đây nè, cô coi đi. Đây nè, rớt ngoài rồi. Lỗ vô. Coi đi, đó, coi đi. Cái này là cái gì, giải thích đi. Bây giờ cô giải thích cho cô đi. À, nghe em giải thích là thật ra thì á, em với ảnh chỉ là bạn bè bình thường thôi à, bữa chụp hình chơi thôi, không có gì hết á. Bạn bè bình thường. Ừ. Coi kỹ tấm hình ấy, trời ơi, cô người ta kìa. Cô thấy không? Không, cái này là bữa vô tình chợt chân té thôi, chứ không có gì đâu. Anh tin em đi à, em với ảnh không có gì hết luôn á, bạn bè thôi à. Cô nghĩ tôi là con nít hả? Bây giờ thông tin không? Bây giờ. À, em trai. Chứng gì nè? Làm chứng giùm chị đi. Nói này là ai hả? Bạn của chị. Không có gì hết. Chị em đâu biết gì đâu. Đó thấy chưa, người ta nó không biết kìa. Bây giờ cô kêu đồng minh đúng không? Ai mà binh cô nữa đâu. Không phải, em có gì đâu. Anh ơi, đang nghĩ không có em, ảnh không có gì hết, chỉ là bạn bè thôi. Anh đang nghĩ rồi. Đang nghĩ cái gì bây giờ, tôi không biết đây là hung nè. Chưa bao giờ tôi thấy con hung. Em đi mà. Hung tôi mà nó được thấm thiết mặn nồng như vậy. Cái gì hung ra trên coi nha, em biết nào chứ mình nào. Vô nghĩa rồi. Cái điều đó là vô nghĩa rồi. Anh ơi, tin em đi, em có gì đâu mà. Tin... Cái gì mà sầm quá vậy? Nè, có sợ nè vậy? Người yêu của chị, bạn trai của chị đó. Đâu phải. Cái anh hôm bữa đẹp trai hơn, chớp dài đem mất kiến rõ ràng. Trời ơi, em bị gì vậy? Không phải anh này mà. Nè, anh nè. Đúng rồi, anh nè. Nè, anh nè, anh là bạn của em nè. Anh này nè. Cái gì vậy? Anh là bạn của em. Em thì biết rồi. Không có gì hết. Anh biết rồi, biết. Bình tĩnh, không có gì hết. Tất cả mọi người bình tĩnh. À, không có gì đâu. À, Sang với lại tôi là bạn trai Sang. Anh à, đâu? Bạn trai em mà đâu có gì, anh gì kỳ vậy? Bố em anh cho mình chơi đâu có gì đâu, anh làm gì vậy? Tôi chết cho cô coi. Thôi mà đây em không có gì hết. Bình tĩnh. Cái gì vậy? Có gì ba mặt một lời. Thì bây giờ anh là bạn trai của em, em hung anh rồi. Không phải là bố em biết dỗ em mà đâu có gì đâu, bị gì vậy? Nè, xài là bạn gái của anh mà anh nói gì vậy? Bữa anh còn khẳng định bạn trai chị mà chị nói gì kỳ vậy? Thôi đi. Bây giờ trắng đèn đã rõ hết rồi. Mượn tay. Tôi mượn thôi, tôi không có chờ mày đi. Nè, hạnh phúc đi. Ừ, chứ cũng không hạnh phúc nha. Không, em chỉ có mình anh thôi mà. Đau khổ lắm. Đau khổ lắm. Ôi. Tình yêu dân thành nổi tiếng. Chẳng lẽ bà cô đã biết chuyện mình đã cắt sữa của sữa muội để uống? Trời chết mình rồi, ngồi đây một hồi hả, thế nào cũng bị ăn kim châm. Giọt. Siết cổ bằng một sợi chỉ màu đỏ, thủ phạm mới là một người trong gia đình. Nguyên nhân là do tranh chấp tài sản. Con người ngày nay thật đáng sợ, vì tiền cả người thân cũng không tha. Sợi chỉ màu đỏ,
Mình chỉ mới định xin nội một chút xíu tiền để đổi chiếc xe mới thôi mà. Nội có cần thiết phải như vậy không? Sao nội tuyệt tình quá vậy? Đứa nào mà la vậy cả? Sao có tiếng giống như tiếng xoài quá vậy? Xoài à! Xoài! Buông ra! Buông ra là cái gì bịt miệng gì vậy? Mày làm cái gì mà chị ra làng vậy? Đen giúp bà cô muốn chết mà chị ra làng. Con cũng sợ bà nội nữa hả? Chứ sao? Sao vậy? Thì... Nội làm gì con? Thôi hồi nãy á, con lấy sữa muối xíu mình uống. Mà cô biết hay sao mà cô nó cái đống chung chanh. Trời ơi! Bụi cho bá rồi luôn á. Cái kim châm nào nó cũng bụi như cái kim chích heo hết trơn á. Đóng một cái là lòi ruột đằng nhà luôn. Bây giờ mình phải làm sao? Con có sợi chỉ màu đỏ không? Sợi chỉ màu đỏ? Con có thấy không? Nội cầm. Là cái gì vậy? Chết ngất. Người luôn. Bây giờ mình phải làm sao đây? Bây giờ bây giờ mình phải làm sao? Còn cách rồi, bây giờ mình ngồi dùng ngực hay là dùng quẩn nhờ đưa bà cố để mình yên tâm thần cấp thôi. Chứ không hả? Biết sao không? Tại vì con nghe nói mấy cái người già người ta hay bị tâm thần phân liệt. Ôi bà cố bị nặng lắm luôn á. Gì? Nặng lắm, nặng không được cố chữ được. Ai nặng? Cố nặng với ai? Hả? Ai nói gì vậy? Nói cái gì? Không thấy cái gì đây? Hả hả? Rồi, để bỏ cái kim nó xuống hay là có gì ba cháu mình từ từ nói chuyện. Không! Dù có chết đi, ta cũng không bao giờ muốn vũ khí. Làm gì không? Nói nghe coi. Trời ơi, rồi đừng có giết tụi con. Con nên nổi rồi. Con trẻ đó, con có làm cái gì sai thì mà nói. Tụi bay tưởng tao điên sao tự nhiên giết rồi. Xăm xì to nhỏ là tưởng tượng ra quan đường không à. Đi chỗ khác chơi. Để cho tôi tập trung mà tôi luyện xỏ chỉ. Bà nội xỏ chỉ hả? Thì ta tập trung rằng ta xỏ chỉ qua cái lỗ kim này nè. Trời ơi, làm hết hồn. Lớn tuổi rồi, sắp quy thiên rồi mà còn bày đặt bắt chước người ta đi xỏ chỉ. Ta muốn hả? Nhưng mà vì lòng tự trọng. Là sao? Bà cố kể cho con nghe đi. Đầu tôi sao hiểu? Bà kể khúc giữa đi. Ta đâu có muốn vậy đâu, nhưng mà hoàn cảnh nó đẩy đưa. Trời ơi, nội xạo quá à. Nội lớn tuổi với ai dám đẩy đưa với nội. Tao nói giỡn mày hả? Cái chuyện là như vậy nè. Ê, bà hội trưởng tới rồi kìa. Tới. Sao rồi? Theo được nhiều hôn vậy, 5 với 7? Dạ, cũng tạm tạm rồi. Sao vậy? Nghe nói là bay giao công việc nhà cửa lại cho con cái hết rồi. Rảnh rỗi vậy phải thiêu gấp 5 lần 10 lần chứ sao tạm tạm. Cũng giống như Nhưng mà hả, con có giao thì giao, nhưng mà tụi nó có làm hay không á là chuyện của nó. Đúng không bà Bảy? Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đâu có ai giống ai đâu. Đúng không bà Nam? Nhưng mà gì nè, ngày hôm qua tôi nghe nói á là hả con trai của bà dắt con dâu về ra mắt bà phải không? Nhưng mà tôi không có chịu con đó. Mà tôi cũng nghe nói ông cố ông sơ gì của nó bị bệnh lao nữa. Trời ơi, tôi không có cho nó quen nữa bà. Đúng rồi đó. Này là tôi nói á hả, nuôi heo á thì phải chọn nái, mà lấy gái á thì phải chọn dòng. Bà phải nghe lời tôi nghe chưa? Tôi cấm nó lại không chịu bà ơi. Bây giờ con cái mình nuôi nó bự thân bự xác, nó đi theo gái trẻ hả, nó bỏ bà già này ngồi ở nhà một mình vậy đó. Thì đó, bà thấy chưa? Cũng tại bà thích con trai cho nên bây giờ bà bức khổ như vậy đó. Áo mặc sao qua khỏi đầu, đúng không? Dù sao tao cũng là hậu trưởng bộ trần dần đây mà sao không nể nang tao chút nào hết vậy? Chính ơi Chính, Chính có nghe cái câu á là mẹ già như chuối chín cây, gió lai mẹ. Ý mày nói tao rụng chứ gì? Chính ơi, tụi này á còn để Chính làm hội trưởng á là vì thương Chính. Chứ biết Chính buồn, Chính lụt bất ngờ thì sao? Trời ơi, Chính ơi, Chính này... ơi, tụi này hả già hai thứ tóc hết rồi Chính ơi. Tao mà anh kia đó, chào mọi người, chào Chính,
ai ai ở đây mới vừa kêu lỗ lỗ. Cái lỗ tai mày để đâu hả? Tao nói tạo phản mà mày nghe lộ lộ. À, tạo phản hả? Mà tưởng là lỗ lỗ. Ủa mà chuyện gì tạo phản? Chuyện gì tạo phản vậy? Hả chuyện gì? Phải đây. Tôi á mới quyết định đây nè, là sẽ bầu chị làm hội trưởng hội thiếu này. Bầu tôi làm hội trưởng hội thiếu này. Đúng. Không. Trời đất ơi, mấy người nghĩ làm sao vậy hả? Cái hội trưởng hội thiếu này là ai? Là chính. Chính là hội trưởng hội thiếu. Trời ơi, chính còn sống sờ sờ đây nè. Chính có chết đâu mà tự nhiên phải bầu hội trưởng khác. Không. Tốt quá con, cảm động quá. Vậy sao chính? Dầu mày rủa tao chết nhưng mà cảm động quá. Từ xưa tới giờ chính cứ nghĩ con là xấu bụng không à, ai ngờ cũng tốt quá. Tụi nó đã tạo phản rồi con. Bậy bậy mà... lắm rồi đó 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 đó. Bởi vậy mới nói á, chính cứ nhường quyền lại cho người tốt làm đi. Bây giờ chính đã làm một thời rồi, bây giờ già rồi nghỉ ngơi cho hả. Nhưng mà người tốt đó không có cái nhận. Thôi thôi được được, để con, để con nói nè các bà. Tôi nói cho hai bà nghe, ý của hai bà đó là nói là bây giờ là chính lớn tuổi rồi chứ gì, chính cần phải nghỉ ngơi. Nó đúng ra là chính cần phải về hưu, đúng không? Đúng. Thôi được rồi, nếu hai bà đã nói vậy rồi thì chính à, con đành phải nhận chức hội trưởng này. Con muốn cho chính nghỉ ngơi để chính dưỡng già đó chính. Tao phải. Ai? Ai mới kêu lộ lộ? Lộ cái mỏ mày chứ lộ. Không ngờ mà lòng dạ mày xấu xa mà bây giờ mày lộ cái mặt mày ra, mày tao lộ lộ là đúng rồi. Trời ơi, mày danh dật hả? Tao còn khỏe mà, tao còn làm được mà. Ai nói với chính là con danh dật cái chức hội trưởng của chính? Chính đừng có nói vậy, chẳng qua là người ta ép con thôi. Chứ con nó có muốn đâu mà chính là nói con danh dật chính cái chức hội trưởng này. Thôi được rồi, con là ai mà nói con danh dật là con rất là bất mãn. Để cho chính tâm phục khẩu phục, chúng ta tổ chức cuộc thi đối mặt đi. Thi cái gì? Thì con và chính tổ chức một cuộc thi sỏ kim. Tưởng tao sợ hả? Sỏ thì sỏ. À, thì ra là vậy. Nói, yên tâm đi, con sẽ luyện cho nội kim châm bách phát bách trúng. Đúng rồi đó cô, con gì xài sẽ ủng hộ cô hết mình. Yeah. Chắc không? Chắc. Ok. Đây, phương pháp đầu tiên. Hay quá nội ơi. Hay quá cô ơi. Như vậy là mình đã thành công rồi. Ok. Tao biết lắm mà, tao đâu có làm lợi hai đứa bay. Trời ơi đau. Cô ơi, bây giờ chúng ta sẽ đến phương pháp số 2 là bịt mắt sỏ kim. Dẹp. Trời ơi, trời ơi, bịt mắt có thu rồi lấy thấy đường đâu mà sỏ kim. Trời ơi, như vậy người ta mất khâm phục khẩu phục mình chứ. Mình chiến thắng mới quanh liệt. Đúng rồi cô. Chắc không vậy? Chắc. Vậy thì ok. Bịt mắt sỏ kim. Sắp đến giờ rồi mà chưa thấy hội trưởng chính chính đâu hết á. Kiểu này sợ quá bỏ cuộc rồi. Vậy bài đặt rồi. Hội trưởng chính chính chiến thắng. Chính chính cái gì cho thành 100 luôn. Hạ cái tấm bảng nó xuống. Đúng rồi. Rồi. Bà nội cố lên. Cố, cố đó. Bà cố nội cố lên. Thì thế quá. Sợ quá. Bà cố đội cố lên. Sợ thiệt đó. Sợ đúng không? Ừ. Sợ thì rút lui đi cho đỡ xấu mặt. Đúng rồi đó. Nè, sợ chính thua thì có. Không dám đâu. Vậy thì chuẩn bị thi đi. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Ở nhà mình á, mình tặng cây kim dài tới 1 mét luôn. Mà sao cây kim này có chút ép à? Sao thi? Nội sỏ kim bằng quán tính mà. Hả? Con tin đi,
đậu xa xỏ cho bể cái lỗ kim này cho con coi. Tin không? Không tin. Ừ mày nói tin đi, động viên thằng cứ cho bà nội khỏi. Bà nội chiến thắng. Bà cô chiến thắng. Bà cô nội chiến thắng. Yeah. Bắt đầu tới giờ tranh chức hội trưởng. Cuộc thi bắt đầu. Chiến thắng, 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 chiến thắng. Vậy có khi nào mà bà cố quá thần tượng rồi gửi y dâm trên ghế luôn không vậy? Cái con này đừng có hù vậy nha. Thôi đi, chứ không phải gì cũng nghĩ y chang con à. Thì biết là vậy, nhưng mà con nói ra càng làm cho nỗi sợ hãi trong lòng của Diệp tăng lên nhiều lần, hiểu không? Hai đứa yên tâm đi, ta không có chuyện gì đâu. Chức hậu trưởng thôi mà, chẳng qua ta nhường cho con Lộ nó làm thôi. Nó làm rồi thì ta càng nghĩ càng khỏe chứ có gì đâu. Nội, con biết á là nội cười vậy chứ trong lòng nó không có vui đâu. Nội đừng có buồn, dù cho bà nội là ai á thì bà nội vẫn là bà nội trong lòng của con. Đúng rồi đó cô. Tao khỏe tao cháu mày. Đúng rồi đó cô. Nói lộ quá nội, bà nội vẫn là hội trưởng hội thơ trong lòng của con. Bà cô mãi mãi là một thần tượng của con, giống như thần tượng ca pop vậy đó nội. Cảm ơn hai đứa. Dạ. Nội không sao đâu xoài. Cô không sao đâu con. Cô nghỉ ngơi, cô khỏe thôi mà. Ê, qua đây, qua đây. Sao vậy? Nội vậy thôi, chứ buồn chắc luôn á. Ừ, con cũng nghĩ vậy á, chứ nội cười vậy thôi chứ trong lòng buồn lắm ha. Nhưng mà dù như thế nào á, thì bà nội cũng phải chấp nhận sự thật đi đúng không? Dì thấy á là dì Lộ Lộ á làm hội trưởng hội theo xứng đáng hơn á. Ờ, con cũng nghĩ chen gì luôn á. Bà cố hà già rồi, tay rung 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 gì nè, sao mà sở chỉ được nữa. Quân phản bộ! Tưởng đâu nó thông cảm với mình, ai ngờ nó nói xấu mình à. Ê, làm gì vậy? Hả? Cái bàn là của tao. Gì của mày? Bộ bàn có guitar này hay sao? Chứ nó không guitar, tao thích bàn này, cái bàn là của tao. Mày. Ai ơi? Chắn mày, chắn mày. Tao nói cho mày trả tao chưa? Không trả. Trời đất ơi, con hai thằng điên này kìa. Quán một rừng bàn nó không ngồi, nó cắn nhau, thế nó muốn giết nhau, nó giành cái bàn. Nhưng cái bàn này ở trung tâm vũ trụ. Tao phải ngồi. Muộn rồi. Bạn đi rồi, là cái bàn này của mình rồi ha. Bạn đi chỗ khác đi nha. Khỏi xin ngồi bàn tao ha. Biến chỗ khác, bàn bên kia kìa. Biến. Tụi bay ngồi luôn đi. Đi. Hoa hồng đẹp thì thường có gai. Bây giờ người ta gọi là hoa lạc giữa rừng gươm, hiểu không? Đẹp quá, đẹp lắm luôn. Cái gì? Kêu đi. Em cho ly kem. Trời ơi,
Em nể ba anh dễ sợ luôn á. Ba nuốt món đàn ông dễ sợ luôn ha. Trời ơi, sao mấy người có cái đầu không? Có cái đầu để làm cái gì? Cái đầu để trang trí cho vui sao biết suy nghĩ? Quán người ta mấy chục món, kêu đúng một món là sao? Bộ người ta uống cái gì mình phải uống cái đó hả? Phải biết độc não, phải biết suy nghĩ chứ. Tại sao không mỗi người một món hả? À, em đang là em đang giáo huấn mình, em đang chửi vô trong mặt mình là kêu mình phải động não suy nghĩ, hiểu không? Động não suy nghĩ đúng rồi, mỗi đứa là phải kêu một món. Kêu đi, kêu đi. Làm cho anh món cacao sốt gà đường phèn, đừng lấy đường cát trắng, anh uống anh bị dị ứng. Về cho má làm cho anh uống. Đúng rồi, em chửi mày là đúng rồi, cái đó uống vô là kết tủa vô trong bụng là chết luôn, hiểu không? Thế sao em? Anh cho anh một ly sinh tố thanh long nhưng mà bỏ hộp. Thì đó, bỏ về cái ông nội anh bỏ hộp cho anh uống. Trời đất ơi, hai thằng cha sống trên rừng trên rú ăn cắm sú cắm heo sao mày xuống đây mà kêu mấy món vậy, không phải của loài người ăn vậy hả? Anh này được nè, anh uống cái gì? Em vào trong làm anh trà chanh anh ngồi chém gió hàng cha này đi. Hả, kêu cái gì mà kỳ cục vậy? Thôi trời đất ơi, bây giờ có đổi món thì mà cũng nói mô lão loạn cào cào lên là sao vậy? Làm ơn mở to cái mắt ra nhìn cái quán tôi đi, cái quán vậy có một mình tôi phục vụ à, mà kêu toàn món khó vậy sao tôi làm? Cái món gì dễ dễ thôi. Dễ. Món nào dễ dễ hả? Nè, tao uống cà phê đá. Cà phê đá. Còn mày uống cà phê đen. Cà phê đen. Còn mày uống cà phê đen bỏ đá. Cà phê đen bỏ đá. Mà qua mệt quá, trời ơi, có mấy ly nước thôi mà phải bàn tới bàn lui là sao vậy hả? Trời ơi, nhìn mấy cái mặt là tôi bắt nực rồi hả? À. Nãy giờ nha, tôi không nóng nha, tôi nói trời giả cho mấy tài đó. Tôi mà làm mấy người cho mấy tài rồi đó. Quán này là như vậy đó. Uống được thì uống, không uống được thì đi. Kêu hay là biến? Bấm nút! Biến! Sao? Đàn ông không có bận lĩnh. Hồi còn làm hội trưởng buồn, còn vô hội thiêu tán dốc. Còn bây giờ không có làm nữa, không biết đi đâu. Tám ơi! Cho bà ly nước cam với con. Nổi điên không? Con mẹ nào mà vô duyên, dễ sợ vô duyên à. Quán ta đổi chủ từ đời nào rồi, vô đây kêu tám, tám, tám. Tám có ở đây, cái chỗ khác kêu đi bà nội. Mày ăn ơi, đứa nào mà hổn quá vậy mày? Đứa nào? Trời ơi, vô đây mà kêu đứa nào? Chủ quán cà phê đây chứ đứa nào? Mấy người là đứa nào? Ê trời ơi, cái con kia, mày ngon mà anh hùng quân tử, mày bước ra đây mày nói chuyện với tao nè. Mày đừng có núp vào trong đó mày bắt tỉa nghe mày. Mà anh hùng mày ra đây. Là ai mà nói tôi bắt tỉa? Lão bà bà. Dạ con xin lỗi lão bà bà. Dạ 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 con mời bà ngồi. Trời ơi, cái con nhỏ này cái miệng nó độc địa nhưng mà ăn xà dương vậy đó mà sao mà cái mặt đẹp dữ trời vậy ta. Xin lỗi bà, con biết bà, nghe tiếng mà không có thấy hình. Dạ con mời bà ngồi. Ừ, tưởng đứa nào. Con chủ quán mới của quán này. Ủa, nói vậy mày chủ quán mới thiệt vậy đó hả? Dạ là con mà. Bà không chịu cập nhật thông tin gì hết trơn á. Bà Tám bà sang lại cái quán này cho con là cả tuần nay rồi. Hèn gì, cái con Tám này nè, nó đi nó không tự giả, mình không thấy nó lãng vãng qua nhà gì hết trơn trời à. Trời ơi, tự giả gì bà ơi, con nói bà nghe nghe. Vừa mập, vừa già, vừa xấu. Có người họ cưới là mừng quá, trời ơi mừng lắm, xách gói theo trai luôn. Ở đó thời gian đâu đi từ biệt hàng xóm. Bởi vậy sang cái quán này cho mày. Dạ đúng rồi. Từ quán con Tám mà đổi lại là quán Độc Xà, thấy không con? Đâu có, bà lộn rồi. Quán của con là quán Kim Tê Hy, tên con á. À vậy hả? Dạ. Kim Tê Hy mà tao nghe lộn, tao tưởng nó mãn xài dương. Cái chặt con hoài à, bà vui tính á. Nè bà uống gì, uống gì con pha cho. Cho ly nước cam uống chơi được không? Dắt tay nào mà không được chứ. Chờ xíu. Con gái con lứa mà ăn nói vậy sao nó có chồng được trời. Thời buổi này mà kiếm đứa con gái hiền hậu nết na dễ thương thiệt, nó khó như là bò kim đáy biển vậy đó. Ủa, bà nói ai vậy? Tự sự mình được không? Bà dữ mà. Uống nước đi bà, uống nước cam đi. Bà biết sao, ngồi con mới lại đây nè. Con nghe ta đồn á là trong cái xóm này nè, có bà chính đó đó, bà già 80 mấy tuổi rồi mà bà hung dữ lắm. Cái nết của bà nó dữ mà dữ trời thần đất lỡ luôn vậy đó. Con tưởng con mình bà chính thôi chứ, thì ra vẫn còn lại một bà. Có nghĩa là nguyên cái số này chỉ có bà chính, bà dữ dằn thôi đúng không? Dữ lắm, cái nết ghê lắm. Nết bà dữ lắm đúng không? Dạ.
Đúng rồi, chỉ còn tồn tại mình bả à. Còn mấy bà già kia chắc hiểu hết trơn. Trời rồi, xin tự giới thiệu với chị, tôi là bà 99 nè. Cái gì? Bà là bà 99 hả? Nó đó. Trời ơi, hân hạnh cho con quá à. Nghe danh bà đã lâu, hôm nay con mới được diện kiến dung nhan của bà đó. Ủa bà, con nghe nói là bà làm cái chức hội trưởng như hội thêu đó. Sao rảnh rỗi ra đây uống nước vậy bà? Đừng động đến nỗi đau ở trong tim. Tại cái con phản bội nó đó. Con nào? Cái con đó hồi xưa nó là bạn thân của con dâu của bà. Nở lòng nào nó đá bằng phát. Trời ơi, 10 cây số nó nhào lên, nó chưa dành cái hội trưởng bà luôn á. Trời đất ơi, con nào mà nó ăn ở ác nhân ác đất gì, người ta già cả rồi mà đá người ta ra cái bắp dành cái chức hội trưởng người ta. Bà nói đi, bà nói con đi, con tới con chửi cho bà. Cái chuyện chửi lộn là để con, nghề của con. Độc mồm, độc miệng, nhiều khi cũng có chỗ dùng chứ đúng không? Nói thiệt, bà muốn nói xấu người ta đâu. Mà nhất là nhắc tên con nhỏ đó là bà càng không muốn nhắc gì. Nhắc cái bệnh, giận cái bệnh. Nhưng mà cái chuyện này bà phải kể cho con nghe. Kể con nghe. Kể con nghe để con có một cái cách nhìn người. Coi người ta ở ngoài đẹp đẽ xinh xắn như vậy đó, nhưng mà không phải vậy. Số quá à. Ừ, để bà kể con nghe cái chuyện này. Chuyện nó như vậy nè. Sao? Đó kể bà vô. Ôi, tôi đã nói bà cảm rồi. Thôi bà về đi. Ở đây hả? Bà lay tụi tôi bây giờ. Nghe tôi hỏi nè, cái bức tranh này á, chị thiêu chỉ nổi lên, người ta gọi là thiêu 3D đó, mà chị thiêu sao nhìn giống BD quá vậy? Thiêu bức tranh này lâu chưa? Tôi thiêu 1 tháng rồi. Tháo ra làm lại. Trời. Hết chị. Còn tôi nói với chị rồi, nè chị phải thiêu cho thật sống động, giống như là hoa thiệt vậy đó. Thiêu cái màu gì mà chìm quá vậy? Tháo cái màu cam này ra, lấy màu hồng cánh sen thiêu vào. Tôi thấy hôm nay bà bị cảm á, nên mắt bà hoa rồi đó. Bây giờ tôi là hội trưởng hay là bà hội trưởng, thiêu lại màu hồng cánh sen cho tôi. Thôi thôi được rồi, để tôi thêu lại. Tháo ra làm lại từ đầu. Rồi, nó biết rồi. Sao kỳ vậy ta? Hồi nãy giờ mình rất là bình thường mà. Từ lúc á mà mình hành hạ mấy bả, mình bị mấy bả thiêu lại, chỉ bả những điều thiêu sai, tự nhiên cái mình hát xì liên tục à. Giống như là mấy bả đang chửi rủa lén mình nè. Không được, phải ba mình rút lời mấy bả này mới được. Ngừng thiêu, ngừng thiêu, tôi kêu ngừng thiêu. Hai bà nhìn thẳng vào mặt tôi đi. Trong hai bà nào ghét tôi, bà nào chửi tôi, bà nào đang rủa xả tôi, cứ nói thẳng ra đi. Đừng có để bà tôi hết xì quay vậy. Nãy giờ bà thấy tôi cắm mặt vô đây tôi theo, hơi đâu tôi chửi bà. Vậy bà? Dạ không có. Dạ thưa bà hội trưởng, tại vì tôi biểu bà sửa sai, tôi bắt bà phải tháo ra thiêu lại. Bà có ghét tôi không? Nếu mà tôi bà ghét bà, tôi chửi thầm bà. Thà tôi chửi thẳng vô mặt bà luôn. Mắc mớ gì tôi phải nói thầm. Bà sao bà đáng nghi quá. Hai bà không có ai chửi rủa tôi à? Vậy thì ai? Hát xì thôi bà về đi. La 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 la. Tê Hi ơi, Tê Hi à, Tê Tê ơi, Tê Tê. Con nè, con đang rửa ly ở dưới. Trời đất ơi, gì? Tao biểu nè. Dạ, sao kỳ vậy? Sao mỗi lần mà tôi kêu Tê Hi là không bao giờ mình lên tiếng, mà chừng nào tôi kêu Tê Tê là mình lên tiếng là sao vậy? Vì biết sao không? Cái tên Tê Hi là mới đặt sau này cho nó giống Hàn Quốc nên chưa có quen. Trời ơi, gì ơi, nhìn gì mà nó chán xối lóa luôn á. Gì đâu mà trời ơi, sao mà nó sắc màu dữ vậy? Nó nghe nè, tao lộ lộ mà nghe à. Mà đã lộ lộ rồi tao phải ăn mặc cái gì phải lộ ra ngoài trước mặt cho mọi người thấy, hiểu không? Gì con thấy mốt gì đổi tên đi. Tên gì? Lô Lô. Giả bản mặt mày giờ. Giỡn tao, lâu lâu gặp diện mừng quá. Ôi ôi ôi, trời ơi, mỏi tay. Trời ơi, có con cào bá lửa chưa? Đừng đụng tới, tao nó đang ở trong hội thiêu về nè. Trời ơi, tao nói tao thiêu, tao giá không bây giờ tay chân tao nó bổ gì đó. Ủa gì? Gì mới nói con là gì ở trong hội thiêu hả? Ừ. Ủa vậy gì có biết cái bà hội trưởng ở trong đó không? Biết chứ sao không biết.
Trời ơi, cái bà hội trưởng đó đó, bà là một người mắc dịch đúng không gì? Mắc dịch lắm đúng không? Đúng không? Sao nói ta mắc dịch, tại biết bả hồi mình nó mắc dịch. Trời ơi, biết sơn biết gì, người ta nói mà tiếng lành thì đồn gần, mà tiếng xấu đồn xa, mà xa dữ lắm. Người ta đồn nghe đầy tai luôn nè. Bộ bà hội trưởng đó, bà xấu lắm sao mà đồn xa dữ vậy? Xấu lắm. Gì mà nghe con kể về con người đó là gì, nổi da gà. Con người mà lừa thầy phản bài, chơi đầu trên, bẻ đầu dưới, coi như con người đó xài không có vô. Con cái thiệt cái gì nha, con á là con có biết mặt bả, con biết tên bả, chứ con biết con đi ngoài đường gặp đâu con chửi đó. Con nói cho hàng xóm ta biết hết thì bả là con người xấu xa, tồn tạ. Trời ơi, mà ai nói gì bả, người nào nói với bả là cái chuyện gì? Người nói cho con nghe là người trong cuộc đàng hoàng. Người trong cuộc? Dạ. Người trong cuộc nói tao sao? Tao cũng nói gì? Nói bà hội trưởng á, nó bà hội trưởng ngồi theo á, không nói gì. Đúng rồi. Thì biết sao? Người trong cuộc nói sao? Cái bà chính tóc bạc á, bà nói với con á, cái bà hội trưởng hồi theo đó, ngày xưa là bạn của con dâu bà. Vậy mà nỡ lòng nào đi dành cái chức hồi theo của bà. Còn thời gian cái con người này á, bà dành được của người ta vậy cũng quả báo. Quả báo mà đời này không trả, đời sau cũng trả, xuống âm phủ vẫn còn trả. Nói thiệt á. Có nghĩa là quả báo là coi như là trời mưa là bị sét đánh đó phải không? Xuống sông là bị chìm xuồng đó phải không? Đó, bật điện là bị điện giật đó. Mà lên trên trời là rớt máy bay đó phải không? Trời ơi, gì hay quá. Mà đi ra ngoài đường là bị xe đụng chứ gì? Trời ơi, gì hay quá. Là cái bà hội trưởng nó dành cho cái chức vị của bà chính đó chứ gì? Đúng rồi, con mẹ hội trưởng nó chơi cái dơ. Thì chứ con mẹ hội trưởng là ai mà biết không, cái con thật nô. Con đâu biết bà hội trưởng là ai đâu, nghe kể đây à. Cái bà hội trưởng đó là tuy xa mà gần. Tuy mày không biết mà ở ngay trước mặt của mày là tao nè. Mày nghĩ sao mà mày trù tao không còn ở mức độ nào hết vậy? Người ta nói tao ít mà mày đồ cái thiệt là nhiều. Mày có biết người ta nói là tao làm cực khổ thế nào để tao giành được chức vụ đó không? Mày đừng có nghe lời cái bà chính đó hả? Bà Nai Nai. Trời ơi, ai đang nói xấu mình hết á?